Lỡ đi mua già rồi thì mua cái nào tốt đúng không? Thà bỏ thêm 200 nhưng nghĩ thỏa mãn thì vẫn hơn là mua xong không hài lòng. Nếu có thẳng thì mua luôn, không thì mua trả góp. Cường nè, Thảo Nhi nè. Ok. Rồi, có ai có ý kiến gì nữa không ha? Có hai bạn là gần như là cùng chung ý tưởng, là tức là mình sẽ nói là mua đi chứ cái nhà này ở mai mốt là giống như là đang sốt đất ở Đà Lạt mình đó các bạn ha, trước mùa dịch sốt quá trời sốt luôn, cái đầu tư quá trời đó. Mua đi để đó hở vài bữa mình không ở mình bán mình cũng lời to rồi. Ok. Thuyết phục bằng cách tạo nên sự khan hiếm cũng như giá trị trong tương lai rồi. Lỡ mua rồi thì mua căn nào tốt một chút. Ok. Còn hơn là mình mua xong rồi mình cảm thấy nó không hài lòng đúng không? Cùng lắm thì mình đi mua trả góp hoặc là mình đi vay gì đó. Rồi có bạn thì kêu chồng là thôi thôi giờ đi vay anh ơi, giờ hở mình đi Thu Hoài cũng có cái cách là gì? Bây giờ mình tìm cách nào đó mình đi vay đi, xong rồi mình cho thuê ba cái lãi đó thì mình tìm cách mình đóng lãi sau đúng không? Vân vân, tức là tìm cách giải quyết cái vấn đề về tài chính ở trong cái tình huống này. Dạ. Ơi. Thu Hoài, ê, còn điểm là đi lại luôn thôi quên mất ha. Mấy đứa chịu khó đợi cô chút, cô tìm tên nha, cô bị cận á, cô nhìn trên máy hoài cô không thấy cái gì luôn á. Rồi. Đây là đánh tâm lý nè đúng không? Gợi mở ra một tương lai rất là màu hồng tốt đẹp đúng không? Bây giờ là em sẽ cùng gánh vác chung với anh, hai vợ chồng mình phấn đấu mình đi vay tiền nhưng mà em sẽ cùng anh trả nợ. Dùng mỹ nhân kế dụ chồng sau đó cố gắng trả nợ đúng không, giống như cái chiêu dọa dẫm hồi nãy cô hỏi các bạn, nói anh mà anh không mua cho em là em bỏ anh luôn á, thì các bạn biết ông chồng trả lời sao không? Mấy đứa này nó chưa có kinh nghiệm này chứ lấy nhau về rồi mà dùng 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 mỹ nhân kế là không ăn thua luôn mấy đứa. Lấy nhau về mình dùng mỹ nhân kế khi dọa chạy thẳng khỏi nhà luôn á nha. Nói thẳng với hàng xóm là chồng em đã mua nhà rồi cho người diễn nhà. Rồi rất là nhiều cách ha. Còn có những ông chồng mà nếu như mà các bạn dọa là không mua là em bỏ anh luôn á, là ổng nói là bà nói mà nhớ giữ lời nha, là ổng đi vay ổng mua liền luôn đúng không ạ? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ phân tích xem thử là những cái ý kiến của các bạn sẽ có nó có những cái điểm nào trùng hợp với lại là cái lời kể của ông này hay không ha. Đó. Thì cái câu chuyện nó tiếp tục bằng cách là ổng sau khi nói với bà vợ là em ơi, nhà này anh mắc quá, anh giờ thiếu tiền. Đó. Xong rồi ổng nói là tôi nói xong rồi bà vợ tôi gần như không 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 gần như không nghe thấy lời tôi nói là gì cả. Bà ấy tiếp tục kéo tay tôi đi vào phòng khách. Và chỉ cho tôi thấy là gì? Anh ơi anh coi cái bộ nội thất ở trong phòng khách này nó thật là xịn làm sao, cái gỗ này chắc là nó mắc lắm. Anh ơi anh nhìn cái cầu thang đi lên lầu kìa,
Kể ra nào là những cái họa tiết này là từ những cái chất liệu gì rất là tốt, rồi cầu thang, rồi cái kiểu sáng ốp, rồi như thế này như thế kia, trời ơi nhìn thật là quý phái vân vân. Ông nhìn qua một lượt ông sẽ nói là gì? Thì đúng là như em nói nhưng mà nó mắc quá, nó gần gấp rưỡi cái nó gần gấp rưỡi cái số tiền mà anh có rồi, thì làm sao được. Bà cũng chẳng nói gì tới cái việc đó là ông này than phiền về vấn đề tiền cả. Và cứ như thế bà dẫn ông đi hết phòng này đi tới phòng kia để chỉ cho ông thấy ở mỗi phòng những cái điểm nổi bật của căn nhà và cái giá trị ở trong từng cái phòng. Phòng ngủ trở cho cái giường nó rộng chưa này, rồi cái nệm của nó xịn dễ sợ luôn, toàn là lông chuột ở trong đó, lông cừu lông mèo gì đó đúng không ạ. Rồi đi dẫn vào nhà bếp, rồi anh coi cái tủ bếp, anh coi những cái thiết bị nhà bếp, rồi anh coi mấy giặt. Tại bình thường bên đó người ta bán nhà, người ta bán nguyên con luôn đó các bạn, người ta bán cả nội thất rồi là thiết bị trong nhà người ta coi như là bán hết luôn. Cho nên là bà chỉ ra cho ổng tất cả những cái thứ trong mỗi cái căn phòng như vậy. Thì ổng thật ra trong lòng của ổng thì ổng vẫn thấy là thì đúng là nó như bà nói thật, nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Tiền của tôi mà đâu phải tiền của bà đâu mà bà xót, đúng không ạ? Mà bà giờ bà hứa hẹn với tôi là bà trả nợ chứ thực ra tôi cày ra chứ bà có cày đâu. À ok, xong. Và kết quả là gì các bạn biết không? Cho tới khi bà vợ bà dẫn ổng ra ngoài phía sau nhà. Ở phía sau nhà thì có một cái khoảng đất trống nữa rất là rộng. À và bà nói với ổng là gì? Đây là viễn cảnh nha các bạn, viễn cảnh như là các bạn nói hồi nãy đã vẽ ra một viễn cảnh màu hồng đó. Mặc dù nó chưa có gì hết đó, nhưng vẽ ra một viễn cảnh đó là gì? Rồi anh ơi nhìn cái sân phía sau hồ thật là rộng nè. Chỗ này á, là mình có thể làm một cái hồ bơi nhỏ nhỏ cho mấy đứa nhỏ con mình nó tắm vào mùa hè. Còn bên chỗ cái vùng đất rộng này thì sao, anh nghĩ xem mình có thể làm được gì nào. Và bà trả lời luôn làm được gì? Anh có thể làm một cái bữa tiệc nướng cuối tuần. À vào các buổi tuần anh có thể có một cái chỗ để làm một cái bữa tiệc nướng rất là rộng rãi bên cạnh hồ bơi để kêu mấy ông bạn nhậu của ông về đây bù khú. Ông thấy có lý quá, ông quên hết tất cả những cái chi tiết nãy giờ mà bà kể cho ông. Ủa cái bếp bếp bà nói tôi có nấu đâu đúng không, cái ghế sofa này tôi cũng cần, à cầu thang này thì chỉ đi thôi mà có gì quan trọng đâu. Nhưng mà tới khi bà nói là gì, cái chỗ cái sân này mà làm cái tiệc nướng mà rủ mấy cha bạn nhậu của ông tới nhậu á thì tuyệt vời, là tự dưng ông thấy gì bỏ ra 300 ngàn nữa cũng đáng đó các bạn, đúng không? Và ông tự dưng ông thấy rất là thoải mái trong người. Và cuối cùng là gì ạ, kết thúc câu chuyện đó là ông mua căn nhà này. Và ông nói là gì, khi mà tôi quyết định mua căn nhà đó thì không phải là bị ép bởi vì cái ý muốn của bà vợ nữa, mà tôi thật sự muốn mua nó. À và sau cái câu chuyện này đó thì ổng mới đưa ra một cái nguyên tắc, đó là gì trong bán hàng. Cái nguyên tắc ổng đưa ra là gì ạ, đừng nhặt cục gạch mà hãy đi vòng quanh nó, đúng không? Cái cục gạch ở đây á, ổng ví giống như là một cái vấn đề mà khách hàng gặp phải ở trong cái thương vụ. Ví dụ như là giá quá đắt nè, ví dụ như chất liệu này hình như không được tốt lắm ha, rồi ví dụ như là dịch vụ bảo hành của cái máy này hình như không được tốt tốt cho lắm, sao mà bảo hành ít vậy, sao mà lỡ như này như kia vân vân. Tức là những cái vấn đề băn khoăn nào của khách hàng khi mà họ mua một cái sản phẩm hoặc là một cái dịch vụ đó, thì đó gọi là cục gạch. Và nếu như mình cầm cái cục gạch đó lên đó, và mình chăm chăm vào nó, mình giải quyết cái cục gạch này thì thường nó sẽ không đạt kết quả tốt đâu các bạn ơi. Ví dụ như là cái dịch vụ bên em nó không có tốt hả anh, vậy thôi để em sẽ trao đổi lại với lại bên văn phòng, là sẽ tăng cái dịch vụ này lên cho anh thêm 2 tháng nữa, tức là sẽ bảo hành thêm anh 2 tháng nữa. Nhưng mà thật ra khách hàng khi đó họ vẫn không thấy đủ đâu các bạn ơi. Họ sẽ cảm thấy, bởi vì cái đó là cái băn khoăn của họ và không bao giờ cảm thấy đủ cả. Và cái đó là hãy đi vòng quanh nó, có nghĩa là gì ạ, mình hãy đi tìm những cái thứ khác, những cái giá trị khác để mà có thể bù đắp lại những cái vấn đề đó. Ví dụ như mặc dù cái chính sách bảo hành của bên em nó không có được dài hạn, tuy nhiên là cái sản phẩm bên em đảm bảo với anh là chất lượng cực kỳ tốt luôn, mà cái khả năng hỏng hóc của nó là rất là thấp.
À, bởi vì cái thống kê bên em á, là ví dụ 10, 100 khách hàng mua thì chỉ có một khách hàng là gặp cái vấn đề về trong cái vấn đề bảo hành thôi. Nhưng mà một cái khách hàng đó xảy ra nó là vì là cái nguồn điện không đúng nè, là vì là bởi vì người ta không có biết cách sử dụng kỹ, cho nên người ta dùng những cái vật liệu hoặc là những cái gì đó người ta tác động vào, cho nên là nó bị một cái vấn đề. Chứ còn thực sự là sản phẩm bên em trong cái lịch sử mà lưu trữ tới giờ là không có cái vấn đề gì cả, bởi vì nó rất là tốt, nó sản xuất bởi những công nghệ này công nghệ kia vậy vậy, cho nên thật ra cái chính sách bảo hành này nó không quan trọng bởi vì rất là bền, đúng không? Mình đang lấy cái gì? Lấy cái chất lượng sản phẩm để đắp vào trong cái dịch vụ đó. Cuối cùng cũng để giải quyết được cái vấn đề là cái dịch vụ đó cho khách hàng, nhưng mình đừng có cầm hẳn cái dịch vụ đó lên mình chĩa vào nó, mà mình hãy cho khách hàng những cái giá trị khác thêm vào. Ví dụ như ở đây thì khi mà bà vợ bà không nói gì tới cái vấn đề về giá cả, bà cứ chỉ dõi vòng vòng coi những cái thứ tốt đẹp ở trong căn nhà, những cái giá trị của căn nhà đó, để mà thấy được rằng cái giá trị của cái căn nhà này đặt lên cái bàn cân, bên này là tiền, bên này là nhà này các bạn, là lúc đầu là cái nhà nó ở dưới này, một hồi nữa là được cái giá trị nó nâng lên bằng tới đây rồi, đúng không ạ? Hoặc là gần bằng rồi. Và thêm một cái thứ nữa, tại sao ổng lại nêu ra một cái tình huống rất là ngộ nghĩnh, rất là thực tế, đó là dẫn ổng ra cái sân sau và nói với ổng là chỗ này làm cái chỗ nhậu cho ông với mấy ông bạn của ông là khoái rồi. Thực ra là gì? Mình phải hiểu khách hàng muốn cái gì, cần cái gì, có cái gì ở trong cái sản phẩm hoặc là cái dịch vụ này. Các bạn đi mua một cái chiếc máy vi tính, đúng không ạ? Nhưng mà cái mục đích sử dụng của các bạn là gì? Cũng là ba cái người đi mua máy vi tính, nhưng mà họ sẽ có những cái thứ quan tâm khác nhau. Ví dụ như một bạn nam nào đó mua về để cày game á, đúng không? Mùa dịch này mua về để cày game này, thì các bạn cần cái gì? Các bạn cần một cái màn hình to. Để chi? Để các bạn nhìn nó đã cánh tim mà, đúng không, mà đánh đồ gì gì đó, rồi là ví dụ như là cái cấu hình nó phải mạnh, rồi cái đường truyền hay cái card màn hình hay cái gì đó cô không rành lắm, nhưng mà những cái thứ mà có để hỗ trợ cho các bạn để mà các bạn chơi game đó nó phải tốt, nó phải hiệu quả, các bạn quan tâm tới cái điều đó. Nhưng một bạn nữ, các bạn đi mua một cái chiếc máy tính, các bạn quan tâm tới cái gì? Em là liệu yếu đào tơ cô, cho nên là em cần một cái chiếc máy là nó dễ thương và nhìn nó nữ tính và màu sắc kiểu dáng nó phải đẹp. Còn cái việc mà nó có chơi game được không, em chưa quan tâm, em chỉ cần cái bề ngoài nó lung linh thôi, đúng không ạ? Và một người khác nữa thì họ họ làm bên ngành đồ họa, nó họ muốn phải vẽ trên máy được á, đúng không ạ? Thì họ sẽ lựa một cái nào đó có cái chức năng nào đó cảm ứng trên màn hình, có thể dùng bút vẽ được, hoặc là có kết nối được cái gì ra cái bản vẽ của họ được đó các bạn. Cô không có rành lắm nhưng mà đại khái là như vậy, để các bạn có thể hình dung được. Cùng đi mua máy tính ha, cùng đi mua máy tính, nhưng mà ba người này họ sẽ quan tâm tới ba cái tiêu chí khác nhau, cũng trong một sản phẩm là cái máy tính đó thôi, giống như trong cùng cái căn nhà này thôi. Nhưng mà ví dụ như ông chồng là ổng không có bị thuyết phục bởi những cái thứ ở trong nhà kia, nhưng mà ổng thấy chỗ này nhậu được ngon rồi, ok rồi, đúng không ạ? Còn bà vợ thì có thể là cái chỗ nhậu này bà không có thích đâu, bà thích cái bếp xịn sò đằng kia vậy, đúng không ạ? Rồi ví dụ như những cái đứa lười chẳng hạn, thích chơi ở cái phòng ngủ có giường êm dễ sợ, ok, đúng chưa? Như vậy thì thêm một cái yếu tố nữa đây là mình phải am hiểu khách hàng và biết khách hàng cần cái gì để mình đánh đúng vào cái đó. Cái này thật là một cái đòn, vừa là đưa đúng cái thông tin cho khách hàng, vừa là một cái đòn tâm lý. Vậy thì mình phải hiểu khách hàng, đúng không? Sau khi mà mình nâng cái giá trị lên được tới đây rồi là họ thấy là gì? Ừ, đáng mua được, mua được, đúng chưa? Thì mình mới bắt đầu đi giải quyết cái cục gạch này bằng cách là gì? Vả lại bên em đang có chương trình mua trả góp, vả lại bên em đang có cái chương trình là vay vốn ngân hàng 30% cho các anh chị với lãi suất ưu đãi, đúng chưa? Vậy là họ vừa vừa đồng ý và họ thấy giá trị của căn nhà vậy, và họ giải quyết được cái vấn đề về tài chính nữa. Còn nếu như ngay từ đầu mình đập vô cái vấn đề về tài chính, bên em có vay trả góp, anh ơi bây giờ đi về mượn tiền bố mẹ của hai bên, anh ơi anh có ông bạn ổng giàu lắm mà, bữa trước hồi hồi xưa ổng còn nghèo nghèo ổng mượn tiền mình, nãy giờ mình mượn lại đi có sao đâu, đúng không ạ? Thì tất cả những cái đó được chứ không phải là không được, đúng không ạ? Đó là cái vấn đề thực tế để mà giải quyết cái việc là làm thế nào để đủ tài chính mua nhà. Nhưng mà nếu như chúng ta ngay từ đầu chúng ta hốt lên đó thì ông này ổng cứ chăm hăm vào cái việc là ô trời ơi nợ nợ nợ, còn không thấy giá trị được, không thấy được lý do vì sao mình tự nguyện mua căn nhà này.
À, cho nên á, ở trong cái quan điểm bán hàng hiện đại á, người ta là một cái quá trình mà người ta dẫn dắt khách hàng tới cái việc mà khách hàng tự đưa ra quyết định mua, chứ mình không ép họ mua, mình không dụ họ mua, mà tự họ đi tới cái quyết định mua, thì sau đó họ mới bắt bẻ được mình nữa các bạn ơi. Chứ không thôi là tôi bị ép mua mà, tôi bị nó dụ mà, tôi mua về đâu có xài được gì đâu, thì rõ ràng là gì, sau đó cũng không không có thấy được cái giá trị của cái món hàng và cũng không quay lại mua. Mặc dù cái món hàng nó tốt á các bạn ơi, nó tốt chứ không phải là không tốt đâu. À, nó tốt chứ không phải là không tốt, nhưng mà khi mà khách hàng gọi là bị một cái tâm lý, bị một cái ám thị bởi vì cái giá nó mắc quá, sao nó mắc vậy ta, ủa sao cái này mình thấy là mua về đâu có được cái gì đâu ta, mà không giải quyết được cái suy nghĩ đó của khách hàng, thì khi họ về họ có dùng được đi chăng nữa, họ vẫn cũng sẽ bị cái suy nghĩ ám thị nó quanh quẩn ở trong đầu á, và nó ảnh hưởng tới cái sự thỏa mãn của họ sau khi mua sản phẩm, và chưa chắc họ đã quay lại để mà mua cái sản phẩm hoặc là giới thiệu nói tốt về cái sản phẩm của mình. Đó. Thì qua một cái ví dụ của Zixler như vậy để chúng ta thấy rằng là những cái quyển sách như vậy đó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái cách tiếp cận nó khá là nhẹ nhàng hơn là các bạn đọc những cái quyển lý thuyết, đúng không ạ? À, đó, ok, như vậy là về cái tài liệu tham khảo ha, các bạn có cái thắc mắc gì về cái tài liệu tham khảo nữa không? Thái Bình không biết cô nốt lại chưa? Rồi. Đó là về tài liệu tham khảo ha các bạn ha. Cái vấn đề về gọi là liên lạc ha, hoặc là giải đáp thắc mắc gì đó, thì các bạn sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn sẽ đặt câu hỏi trên diễn đàn thảo luận ha, thì cô sẽ vào đó để cô trả lời cái thắc mắc cho các bạn gì đó, hoặc là các bạn có thể gửi email cho cô về cái địa chỉ này. Trong BTN ha các bạn ha, Phạm Thị Ngọc á, viết tắt của Phạm Thị Ngọc á, a@dlu.edu.vn, đây là cái địa chỉ email của cô cho các bạn. Thì các bạn sẽ có hai cái phương pháp để mà các bạn liên lạc để giải đáp thắc mắc trực tiếp với giáo viên, thông qua một hoặc khi mà các bạn gặp một cái vấn đề gì đó trong cái quá trình học tập, thì các bạn có thể sử dụng hai cách này nha. Khi mà các bạn gửi email ấy, thì các bạn lưu ý là thường thì cô sẽ không có trả lời cho các bạn trong ngày nghỉ, tức là nếu như các bạn gửi vào thứ bảy chủ nhật thì thông thường qua thứ hai thì cô mới trả lời được nha. Và cái lịch dạy của cô cũng tương đối là dày á, cho nên là các bạn chịu khó đợi một chút nếu như mà gửi email rồi. Và để mà nó nhanh chóng cũng như là những cái vấn đề mà chung trong cái quá trình học á, không phải là một cái vấn đề gì nó quá cá nhân á, thì cô khuyến khích các bạn nên đặt câu hỏi để ở trên diễn đàn thảo luận để cô vào cô trả lời cho các bạn, và các bạn khác cũng có thể thấy được, và nếu như có những cái tình huống tương tự như vậy á, thì các bạn cũng không cần phải phải hỏi nữa để đỡ mất công nhé. Về cái nội dung của học phần của chúng ta đó, thì như hồi nãy cô nói sơ sơ qua với các bạn rồi, thì các bạn cũng sẽ thấy được là chúng ta sẽ có một số các cái nội dung chính như sau. Thứ nhất là ở chương thứ nhất thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về những vấn đề liên quan tổng quan về bán hàng, ví dụ như là các bạn hiểu như thế nào về bán hàng, các bạn có cái nhìn như thế nào về nghề sale, các bạn có thích làm sale không, sau khi tốt nghiệp ra các bạn có nghĩ rằng là mình sẽ đi làm một salesman không, hay là cực chẳng đã khi là em thất nghiệp em không có gì làm rồi thì em mới đi làm sale. Cơ hội nghề nghiệp thăng tiến cũng như thu nhập của nghề sale thực tế nó như thế nào, đúng không ạ? Mình sẽ trao đổi về những cái vấn đề này. Rồi những cái vấn đề khác, ví dụ như là hiện tại thì các cái công ty người ta phân loại người bán hàng ra những cái loại như thế nào, và công việc cụ thể của họ đã làm sao.
Một số những cái vấn đề gọi là thực tiễn ở trong cái nghề sale hiện nay, ví dụ như là các bạn thấy dịch nè, hoặc là không dịch đi chăng nữa, nhưng cái sự phát triển của công nghệ nó sẽ làm thay đổi cái hành vi của người tiêu dùng, đúng không ạ? Từ cái việc là chuyển dần từ cái offline sang cái online, bây giờ marketing cũng marketing online, vậy thì bán hàng chúng ta cũng phải bán hàng online thôi, những cái sàn thương mại điện tử ha, rồi là những cái hình thức bán hàng online nó đang rất là phát triển, đặc biệt là ở Việt Nam của chúng ta nó phát triển gọi là theo tất cả các hướng khác nhau, hướng lên hướng xuống hướng qua hướng lại, nó tùm lum hết cả luôn. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận xem là cái tình huống đó ở Việt Nam của chúng ta thì nó đang phát triển như thế nào, và nếu như chúng ta tham gia vào trong cái thị trường gọi là thương mại điện tử này thì nó sẽ có những cái vấn đề bất cập và những cái lưu ý nào. Cái thứ hai nữa là những cái vấn đề liên quan tới cái việc là phân biệt giữa sale và marketing, đúng không ạ? Mặc dù là học tới đây rồi, thậm chí là khi đi làm rồi mà vẫn cứ mơ màng, vẫn cứ lăn tăn giữa sale và marketing, bởi vì là trong thực tế có những công ty người ta không có phân biệt hai cái phòng này ra, mà nhân viên gọi là chung, gọi là nhân viên kinh doanh, tức là có công việc về marketing thì anh làm marketing, còn anh làm xong marketing thì anh sale luôn, đúng không? Không phân biệt được, cho nên cũng không trách được họ. Cái thứ hai nữa là có những công ty lớn thì họ tách ra làm hai bộ phận, sale riêng và marketing riêng. Ủa, vậy thì hai ông này ông khác nhau cái chỗ nào và ông giống nhau cái chỗ nào? Liệu một nhân viên sale có qua làm marketing được giỏi không? Và một nhân viên marketing liệu có đi làm sale được giỏi không? Rồi hai cái bộ phận này khi họ tách ra như vậy đó thì liệu có cái hệ lụy hay là những cái mối quan hệ nào bất cập giữa hai bộ phận này không? Rồi ví dụ như là một cái câu chuyện cũ rích rồi nhưng mà nó cứ tiếp diễn mãi, cũng liên quan tới hàng bán hàng, đó là cái mô hình bán hàng đa cấp chẳng hạn, đúng không? Các bạn nghe rất là nhiều rồi, gọi là cái câu chuyện cũ xì rồi, nhưng mà các bạn thấy là vừa rồi học kỳ vừa rồi phải không, học kỳ vừa rồi, học kỳ trước gì đó, sinh viên của khoa mình vẫn bị dính vào cái bán hàng đa cấp này, thậm chí là có bạn mất tới hai mươi mấy hay ba mươi mấy triệu gì đó cho một cái đường dây bán hàng đa cấp, rất nhiều bạn dính vào. Vậy thì chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu là liệu vậy thì liệu bán hàng đa cấp đó nó có phải là lừa đảo không, mà nếu như nó lừa đảo thì tại sao nó được hoạt động, và nó được hoạt động thì tại sao không được kiểm soát, đúng không ạ? Rồi một cái mô hình nữa mà hiện nay người ta rất là hay dùng dựa trên cái nền tảng thương mại điện tử, đó là mô hình mua chung á các bạn ha, Groupon á, thì cũng rất là nhiều các cái doanh nghiệp ta ứng dụng. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số những cái mô hình và những cái hoạt động bán hàng nó xoay quanh cái vấn đề bán hàng của chúng ta ở trong cái chương một này, về tổng quan về lý thuyết cũng như là trao đổi với nhau một số những cái mô hình đó. Rồi trong cái chương một này á, thì cũng chủ yếu là tập trung vào giải quyết các cái vấn đề như cô vừa nói, còn lý thuyết thì các bạn đọc ở trong sách, dụ bán hàng là gì mình đọc cái luật pháp là định nghĩa của nó là xong rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên là khi mà đi vào thì cô cũng sẽ giải thích rõ hơn cho các bạn là ở cái thời điểm hiện tại này, cái quan điểm hiện tại này, mà để bán hàng nó tiếp nối được trong cái chuỗi quan hệ khách hàng thì mình nên hiểu về bán hàng nó như thế nào. Rồi ở trong chương 2 thì là chúng ta sẽ tìm hiểu cái nội dung nó rất là cũ, chúng ta học rồi, đó là lập kế hoạch tiếp thị và kế hoạch bán hàng, cũng như là hoạch định bán hàng. Thì ở trong cái vấn đề lập kế hoạch tiếp thị và kế hoạch bán hàng này đó, thì sau khi học cái chương này thì các bạn sẽ ôn lại cái cách làm thế nào để mà chúng ta xác định được đâu là khách hàng tiềm năng của mình. Một các bạn bán một cái sản phẩm gì đó ra, vậy thì ai sẽ là người mua, đúng không ạ? Và nếu như chúng ta khi xác định được rồi đó thì chúng ta phải đi tìm được cái danh sách khách hàng, tức là cái thông tin của họ, và làm thế nào để chúng ta tìm được, sau khi tìm về thì chúng ta phải làm gì với danh sách đó. Rồi dựa vào danh sách đó thì chúng ta sẽ lên được một cái kế hoạch tiếp thị và một cái kế hoạch bán hàng cho cái chuỗi danh sách đó của mình. Đó, thì trong chương 2 này sẽ là
về cái nội dung nó cũ rồi đúng không ạ? À? Tuy nhiên là cũng phải nhắc lại, bởi vì là có thể là các bạn quên, hoặc là khi mà chúng ta học trong marketing thì chúng ta lướt qua nó nhanh quá, thì giờ chúng ta sẽ nhắc lại nó kỹ hơn chút xíu. Chương số 3 thì là chúng ta sẽ tập trung vào việc là đi vào cái nghiệp vụ bán hàng, tức là kỹ năng bán hàng cá nhân. Tại sao gọi là kỹ năng bán hàng cá nhân? Tức là bán hàng thì có nhiều hình thức, ví dụ như là các bạn gọi thầu, bán đấu thầu cũng là một hình thức bán, nhưng mà nó không phải là bán hàng cá nhân đúng không? Các bạn bán hàng theo nhóm, các bạn thấy là một nhóm đi thuyết trình, đi bán hàng trong một cái hội thảo bán hàng nào đó, một người thì trình bày ha, một người thì bắt đầu biểu diễn về cái mô hình sản phẩm, hoặc là demo cái sản phẩm cho khách hàng, một người khác thì tư vấn về những cái chính sách hoặc là những cái thủ tục giấy tờ khi mà mua hàng vân vân, trong một cái hội thảo bán hàng, đó là bán hàng theo nhóm. Còn ở đây là chúng ta bán hàng cá nhân, tức là một một mình các bạn bán hàng trực tiếp đối mặt với một khách hàng, gọi là bán hàng cá nhân. Thì ở trong cái chương này thì chúng ta sẽ học các cái bước cũng như là một số những cái kỹ thuật cơ bản để mà chúng ta có thể tiếp cận cũng như là bán hàng và xử lý những cái vấn đề, những cái tình huống ở trong bán hàng trực tiếp. Thì từng cái nội dung như vậy đó thì cô sẽ phân công cho các nhóm để mà trong cái chương một, thì chương một về tổng quan đó, thì thông thường là cô sẽ trình bày cho các bạn và chúng ta thảo luận, cùng nhau thảo luận thôi. Và sau chương một thì sẽ có một cái bài thảo luận cho các bạn thảo luận nhóm mình nộp bài. Sau cái chương một này, sau khi đã có nhóm ổn định, cô thông báo cho các bạn rồi, thì cô sẽ quy định cho mỗi nhóm các bạn sẽ chuẩn bị các cái nội dung liên quan tới các cái chương về sau, và các một số các cái chủ đề khác nữa để mà các bạn trình bày. Sau khi các bạn trình bày thì cô bắt đầu, cô sẽ tóm tắt lại cũng như là điền vào các cái chỗ trống hoặc những cái lỗ hổng hoặc là những cái vấn đề cần phải giải thích thêm cho các bạn khi mà các nhóm đã trình bày xong. Chương tiếp theo đó là chương quản lý quan hệ khách hàng. Thì chương này cái lượng kiến thức nó tương đối là nhiều, bởi vì cô dùng, bởi vì là nó được thêm vào ở trong cái môn học này mình nó rất là rộng, thậm chí cái này phải tách ra làm hai môn học, đó là môn quản trị bán hàng và môn quản lý quan hệ khách hàng. Hai cái vấn đề nó rộng và nó khác nhau. Tuy nhiên là khi mà gộp vào chung như vậy thì chúng ta cũng không có nhiều thời gian để mà chúng ta tìm hiểu hết tất cả mọi thứ, mà cô chỉ cung cấp cho các bạn những cái kiến thức cơ bản nhất ở trong cái quản lý quan hệ khách hàng. Ví dụ như là quản lý quan hệ khách hàng là gì, một số những cái mô hình quản lý cái quan hệ khách hàng hiện nay, làm thế nào để thiết lập được cái chuỗi cũng như là cái mô hình quản lý quan hệ khách hàng, rồi ứng dụng công nghệ thông tin vào và tự động hóa ở trong quan hệ khách hàng như thế nào. Chương tiếp theo là quản lý lực lượng bán hàng. Thì ở trong cái chương này đó thì dựa trên một cái nền tảng của một cái môn học, đó là môn học quản trị nhân sự. Không biết là các bạn đã học quản trị nhân sự chưa ạ? Thì quản lý lực lượng bán hàng tức là quản lý một cái đội ngũ bán hàng để mà họ thực hiện bán hàng cho mình, đúng không? Tức là quản lý con người đó, đó quản lý nhân sự. Và ở trong quản trị nói chung, các cái lĩnh vực quản trị thì người ta nói rằng quản trị nhân lực là một cái loại quản trị khó nhất, đúng không? Ví dụ như bạn bạn quản trị về tài chính, bạn tính toán các cái con số thì nó khó ở chỗ là các bạn phải phân tích được cái chuỗi, những cái dòng vốn, và các bạn đưa ra những quyết định đúng. Các bạn quản trị về máy móc thiết bị, các bạn quản trị về cái gì đó, nó là một cái khối, một cái vật vô tri vô giác thôi, và các bạn tác động lên nó làm theo ý muốn của các bạn và gần như nó không phản ứng lại được. Kêu trời ơi, tôi mệt quá tôi nghỉ đi, không, nó không nói vậy được đúng không ạ? Cùng lắm nó cháy cái đùng của bạn, mua cái khác về làm tiếp. Nhưng mà quản trị về con người nó khó, cực kỳ khó. Các bạn nào ví dụ như là lớp trưởng này, lớp phó hoặc là tổ trưởng gì đó thì các bạn cũng sẽ trải qua được một 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 tí xíu cái cảm giác đó là không không thể nào làm hài lòng được tất cả mọi người trong tổ chức của mình, đúng không? Nhiều lúc bạn này giận bạn kia hờn, rồi một cái vấn đề này xảy ra, thậm chí là ví dụ như các bạn thấy là các bạn học qua năm thứ ba rồi, năm thứ tư rồi, thì cũng đã trải qua rất là nhiều các cái hoạt động học tập cũng như là thể thao giải trí rồi cắm trại vân vân ở trường rồi, thì các bạn cũng thấy mỗi lần mà có một cái sự kiện gì đó là thống nhất được cái gọi là cái ý kiến của lớp thôi là cũng đã mệt hết hồn rồi. Cho nên là khi mà chúng ta quản lý về con người rất là khó, bởi vì là mỗi người mỗi cái tính cách, mỗi cái cách xử lý khác nhau.
Và bây giờ để mà một cái tổ chức mà nó phát triển thì những con người này phải cùng chung một cái chí hướng. Và các bạn là người quản lý để dẫn dắt họ đi theo cùng một hướng như vậy nó cực kỳ khó. Và trong quản trị lực lượng bán hàng cũng vậy, bởi vì chúng ta phải ứng dụng gì ở cái lý thuyết về quản trị nhân sự và trong quản trị lực lượng bán hàng này thì nó cũng sẽ gồm có những cái nội dung như sau. Thứ nhất là các bạn phải trước hết để mà trước khi đi sâu vào và trực tiếp vào cái vấn đề về quản trị nhân sự đó thì các bạn phải thiết kế được cho mình một cái đội ngũ bán hàng. Tức là bây giờ các bạn phải có nhân viên bán hàng của mình này, đúng không ạ? Tức là các bạn phải đi tuyển dụng đó. Vậy thì tuyển dụng bao nhiêu người thì đủ bây giờ? Tức là quy mô lực lượng bán hàng. Để mà các bạn xác định được quy mô thì các bạn phải đặt được cho mình cái chỉ tiêu mà mình phải đạt được ở trong cái khu vực hoặc trong cái lĩnh vực kinh doanh của mình trong cái thời gian đó, cái chỉ tiêu, cái doanh số của mình, rồi là cái độ bao phủ thị trường của mình, cái thứ mà mình phải làm được ở trong cái giai đoạn ở cái thị trường đó là gì. Và chúng ta cần những con người như thế nào, số lượng bao nhiêu để mà đáp ứng được cái chỉ tiêu đó để mà các bạn mới đi tuyển dụng. Đó là cái giai đoạn đầu các bạn phải thiết lập cái mục tiêu về lực lượng bán hàng ở trong khu vực của mình. Rồi sau khi các bạn đã thiết lập được những cái điều sơ đẳng đó rồi đó thì chúng ta mới đi tuyển dụng. Vậy thì chúng ta khi mà các bạn học về quản trị nhân sự đó thì sẽ cơ bản là tuyển dụng thì tuyển dụng từ những nguồn nào, các bước tuyển dụng nó làm sao, thì ở đây chúng ta không đề cập nặng tới cái vấn đề là lý thuyết là qua bao nhiêu bước một bước nữa, mà chúng ta sẽ trao đổi sâu vào cái việc là bây giờ mình tuyển nhân viên bán hàng thì thường là tuyển từ những cái nguồn nào, đặc điểm của những cái nguồn tuyển dụng đó là gì, và trong thực tế thì người ta tuyển từ cái nguồn nào và chịu những cái rủi ro nào, và người ta phải chấp nhận những cái điều gì khi mà người ta tuyển lực lượng bán hàng từ những cái nguồn lao động đó. Và cái đặc thù của cái việc là quản trị cái nhân lực cũng như tuyển dụng cái nhân lực ở trong bán hàng này nó là gì. Đó. Rồi chúng ta đi vào cái việc là sau khi mà chúng ta tuyển dụng họ về thì tất nhiên là gì, trong quản trị nguồn nhân lực người ta có cái đoạn là đào tạo phát triển, thì ở đây mình cũng có đào tạo, nhưng mà ở trong nghề bán hàng này mình đào tạo cái thứ gì, đúng không ạ? Rồi khi mà đào tạo xong rồi đưa ra thị trường để mà đi bán hàng, tức là đưa họ vào công việc, khi mà họ tiếp nhận công việc rồi thì ở trong cái việc quản lý lực lượng bán hàng này quản lý bằng cách nào, thông qua những cái phương tiện nào, và quản lý trên những cái chỉ tiêu nào, những cái hình thức nào, nó khác với cái việc là các bạn tuyển nhân viên phòng marketing về cho họ vô ngồi trong cái phòng marketing để làm, hay các bạn tuyển nhân viên kế toán, hoặc các bạn tuyển nhân viên về công nhân á, cũng là quản trị nhân lực mà, đúng không ạ? Đó là lực lượng công nhân tại máy, tức là thực hiện tạo ra cái sản phẩm, thì các bạn sẽ có cách quản lý khác, như nhân viên bán hàng thì sẽ quản lý khác, quản lý những cái thứ gì hả, đúng không, rồi đánh giá họ ra làm sao, vân vân. Thì ở trong chương này chúng ta sẽ trao đổi về những vấn đề đó, và cuối cùng chúng ta sẽ dành một tí thời gian để mà nói về cái vấn đề quản lý cái kênh phân phối để nhắc lại cho các bạn. Bởi vì khi mà ví dụ như sau này các bạn về, các bạn đi học ra, các bạn làm bán hàng chẳng hạn, làm một thời gian bán hàng, các bạn lên sức, các bạn lên ASM, ủa vậy thì các bạn cũng phải biết là bây giờ các bạn lên sức, các bạn lên ASM rồi, các bạn phải triển khai cái gọi là, nếu như các bạn không có quyền trực tiếp triển khai thì các bạn phải tư vấn cho cấp trên của mình thiết lập cái hệ thống kênh phân phối như thế nào ở trong cái vùng của mình đó. Vậy thì mình phải nhắc lại cái kiến thức về về kênh phân phối. Kiến thức về kênh phân phối này các bạn học ở trong marketing rồi, đúng không? Chiến lược phân phối gồm có những gì ạ? Cái độ dài kênh nè, cái thành phần trong kênh nè, độ bao phủ thị trường nè. Thì ở đây chúng ta sau khi đã tìm hiểu những cái vấn đề đó, nhắc lại những vấn đề đó rồi thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái việc là bây giờ quản lý nhà phân phối như thế nào. Ví dụ quản lý họ quản lý theo vùng, hoặc là chúng ta có thể phân biệt được là tại sao mà bây giờ người ta chuyển, các cái công ty người ta chuyển từ cái việc là sử dụng cái mô hình chợ đầu mối, tức là cái mô hình nhà bán sỉ đó các bạn. Trước đây là nhà bán sỉ đó, bây giờ người ta chuyển qua cái mô hình là sử dụng nhà phân phối. Các bạn thấy là nhà phân phối của Vinamilk tại Đà Lạt, nhà phân phối của Coca-Cola, hoặc nhà phân phối của Heineken tại Đà Lạt. Tại sao người ta không có sử dụng cái mô hình bán sỉ như như trước nữa, mà người ta chuyển qua cái mô hình nhà phân phối, thì chúng ta sẽ biết được cái sự khác biệt tại sao người ta chuyển như vậy. Rồi là khi mà quản lý nhà phân phối như vậy thì mình quản lý cái thứ gì, mình phải lưu tâm tới những cái vấn đề gì
khi mà làm việc với nhà phân phối vân vân à, thì ở trong chương này à, chúng ta sẽ tìm hiểu những cái vấn đề đó. Thì tổng quan về cái môn này à, thì thật ra là nó không có cái gì khó hết đó các bạn ơi. À, bởi vì hầu hết nó là những tổng hợp những cái kiến thức mà chúng ta đã học rồi dựa trên ví dụ như là chương 1, chương 2, chương chương 3 và chương 4, thậm chí 4 chương đầu tiên á, thì chúng ta sử dụng cái kiến thức của marketing cũng như là các cái kiến thức mà các bạn đã học ở những cái môn kỹ năng mềm. Rồi quản trị lực lượng bán hàng thì chúng ta dựa trên nền tảng của cái môn quản trị nhân sự, và quản lý kênh phân phối cũng dựa trên cái nền tảng của cái môn là nguyên lý marketing và quản trị marketing. Đúng không ạ? Cho nên là mặc dù là thấy thì nó nhiều thế thôi, nhưng mà cái kiến thức của nó thì nó không mới. Chúng ta chỉ triển khai và đi sâu vào một tí thôi ha. Như vậy thì cô cũng đã vừa trình bày cho các bạn các cái vấn đề liên quan tới môn học. Về tên môn học này, tại sao nó lại có cái tên như vậy đúng không ạ? Tại vì nó có hai phần. Thứ hai là cô cũng đã nêu cho các bạn cái nội quy của lớp học, các cái ràng buộc và những cái thứ mà các bạn bắt buộc phải làm để mà các bạn có thể tham gia vào cái bài kiểm tra, gọi là kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra giữa kỳ đó. Rồi cái tỷ lệ điểm cũng như là tài liệu tham khảo đúng không ạ? Hướng dẫn cho các bạn cái tài liệu tham khảo các bạn có thể lấy được ở trên tài nguyên của em xuống. Rồi phương thức liên lạc, giải thích cho các bạn về sơ khởi về từng nội dung của từng chương môn học rồi. Các bạn có thắc mắc gì không ạ? Nếu như mà chúng ta không có thắc mắc gì thì trước khi đi vào cái tổng quan của môn học đó, thì cô muốn kiểm tra lại xem là bốn cái bạn học lại này như thế nào này. Nguyễn Hoàng Kiều Anh có không? Quản trị K41. Đoàn Ngọc Đạt, quản trị K41. Bùi Đỗ Đình Duy, Đặng Thị Mỹ Duyên và Có bạn nào đó, Đặng Thị Mỹ Duyên cô. bạn Đặng Thị Mỹ Duyên nè, Dạ. rồi Tuyết Trinh, không biết là có hay không. Thì hồi nãy đầu đầu giờ thì có bạn Đạt mà bây giờ không thấy bạn Đạt. Thì nhóm mình nó là có bị trùng từ khóa biểu hay gì không em? Lớp mình có bị trùng từ khóa biểu hay gì không? Có cần phải lập một nhóm riêng cho lớp mình không? Hay là cô sẽ lập nhóm ngẫu nhiên chung luôn? Dạ xe cũng được, cô lập nhóm ngẫu nhiên cũng được, tại em sợ không không đủ, đấy là có mấy bạn đăng ký Cô cũng không không sợ học á. là cho nên thôi ngập nhập nhóm ngẫu nhiên đi nha. Dạ. Ok, rồi quyết định vậy ha. Như vậy thì bữa học ngày hôm sau thì cô sẽ show cho các bạn cái danh sách nhóm. Và thật ra là khi mà cô đã lập nhóm rồi thì khi mà các bạn lên lại ở trên cái lớp học này thì các bạn cũng sẽ thấy được là mình ở nhóm nào. Tuy nhiên là để mà nó thuận tiện cho các bạn thì cô sẽ chụp lại cái danh sách đó ha và gửi cho lớp trưởng, hoặc là show lên cho các bạn, show lên xong rồi gửi cho lớp trưởng để lớp trưởng gửi để các bạn theo dõi cho nó dễ đó. Và sau đó thì cô sẽ cũng sẽ giao luôn việc cho các bạn để mà các nhóm chuẩn bị dần dần. Sau chương 1 thì các bạn mới bắt đầu trình bày nên các bạn vẫn có thời gian để chuẩn bị, yên tâm ha. Rồi đó là vấn đề về nhóm. Một nhóm thì cô sẽ ghép vào 5 bạn ha. Thì để mà tránh cái trường hợp là đăng ký mà không học hay cái gì đó đó, thì sau khi mà cô gửi cái danh sách nhóm cho các bạn xong
À, sau khi gửi danh sách nhóm cho các bạn xong thì cái nhóm trưởng hoặc là cái người quản lý nhóm sẽ có trách nhiệm là kiểm tra lại các thành viên ở trong nhóm của mình có đi học hay không và thảo luận đưa ra một cái quy định ở trong nhóm là có tham gia vào nhóm hay không. Bởi vì một số những cái môn học khác á, thì có những bạn là viết giấy cam kết là em không tham gia vào quá trình làm việc nhóm và các bạn ký tên vào đó, tức là các bạn không có điểm quá trình, các bạn chấp nhận cái điều đó thì ok, cô sẽ loại các bạn ra khỏi cái nhóm đó. Để chi ạ? Ví dụ như là có những bạn đăng ký mà không đi học hoặc không liên lạc được, ví dụ là cô phân một nhóm 5 bạn có hết 3 bạn vậy rồi giờ nhóm có 2 người thôi thì làm sao làm việc được, đúng không ạ? Vì cái khối lượng công việc 2 người làm thì có thể là nó nhiều quá. Thì những cái nhóm như vậy thì các bạn sẽ báo lại với cô để cô ghép nhóm lại với nhau, ví dụ như là một nhóm còn lại 2 bạn, nhóm còn lại có 3 bạn, giờ cô ghép 2 nhóm nó lại với nhau. Thì nhóm trưởng của mỗi nhóm sẽ chịu trách nhiệm rà soát dùm cho cô. Nhóm trưởng thì từ từ nhóm các bạn sẽ quy định ra nha, một người nào đó thì tự động liên hệ với các thành viên trong nhóm để xác định cái vấn đề này và báo lại với cô, tránh cái trường hợp là tới cái ngày thuyết trình rồi thì nói là cô ơi nhóm em chưa xong bởi vì em không liên lạc được với các bạn, thì tránh những cái trường hợp đó. Cô cho các bạn thời gian và các bạn kiểm tra lại rồi các bạn báo lại với cô để mà cô ghép các nhóm lại với nhau để chúng ta hoạt động một cách hiệu quả. Những bạn nào ở trong nhóm mà không liên lạc được hoặc liên lạc được nhưng mà các bạn không tham gia làm và cứ ngày này ngày khác là không làm thì nhờ nhóm là gì ạ, cũng ghi chú lại trong cái bảng để khi nộp lại cho cô đó là bạn đó không tham gia, để cô lưu lại để có cái minh chứng, để có cái minh chứng sau này cô chấm điểm. Là vấn đề về nhóm. Rồi nếu như nhưng mà chúng ta không có cái vấn đề gì đó thì chúng ta sẽ đi vào một tí xíu của chương 1 ha. Thì ở trong cái chương 1 này chúng ta sẽ có những cái nội dung chính như sau. Thứ nhất là khái niệm bán hàng và lịch sử của người bán hàng, vai trò, chức năng của người bán hàng ở trong một cái doanh nghiệp và ở trên thị trường như thế nào. Phân loại bán hàng. Và phần thứ hai là cũng đi nhanh cho các bạn cái khái niệm quản trị bán hàng, thi khái niệm tiếp thị và cái mô hình bán hàng ở một số các cái công ty phổ biến ở thị trường Việt Nam nó diễn ra như thế nào. Thì đầu tiên trước khi đi vào cái nội dung thì chúng ta sẽ đặt ra và cùng thảo luận với nhau một câu hỏi, đó là vậy thì sale và marketing có phải là một không ạ? Nếu như phải thì tại sao, và không thì tại sao không? Các bạn cùng cùng suy nghĩ và thảo luận xem. Đầu tiên để mà gợi nhớ lại cho các bạn đó về sale và marketing đó, thì các bạn có nhớ là bán hàng trực tiếp đúng không ạ? Có một cái công cụ gọi là bán hàng trực tiếp khi các bạn học trong marketing đó. Cái bán hàng trực tiếp này này, các bạn có nhớ cái công cụ này nó nằm ở trong cái B nào của marketing không ạ? 4B của marketing. Cái thứ nhất là product, sản phẩm, đúng không? Vậy thì cái bán hàng trực tiếp này liệu đâu có nằm trong sản phẩm không ạ? Không rồi, đúng không? Tại vì ở trong cái sản phẩm thì chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi là chúng ta bán cái gì. Và nếu mà trong giai đoạn này khi trả lời cho câu hỏi bán cái gì thì mình chưa có cái sản phẩm đó luôn á, đúng không? Khi các bạn học, các bạn nhớ không ạ? Các bạn học về marketing là chúng ta phải tìm hiểu nhu cầu của khách hàng rồi chuyển đổi cái nhu cầu đó, phân tích tìm hiểu cái nhu cầu đó và nghĩ ra xem là cái sản phẩm dịch vụ nào có thể thỏa mãn được nhu cầu đó. Cho nên là cái lúc mà các bạn bạn làm cái chiến lược sản phẩm đó thì đó là quá trình các bạn tạo ra sản phẩm. Và khi tạo ra sản phẩm thì làm gì có cái thứ gì để mà bán, chưa có cái gì để bán cả, đúng không? Phải có sản phẩm mới bán được chứ. Cho nên là bán hàng trực tiếp này tất nhiên nó sẽ không nằm ở trong cái P là sản phẩm rồi. Vậy thì cái P thứ hai là cái gì ạ? Price, giá, đúng không? Vậy thì bán hàng trực tiếp này nó có nằm trong chiến lược giá được không ạ?
Ở trong chiến lược giá thì chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi là mình bán bao nhiêu, đúng không? Giá mình bán là bao nhiêu, chiết khấu như thế nào, loại giá nào dành cho đối tượng khách hàng nào, những cái yếu tố nào ảnh hưởng tới việc định giá của mình và định giá như thế nào để mà chúng ta có được cái vị thế cạnh tranh, định giá như thế nào để phù hợp với cái thị trường mục tiêu của mình. Vậy thì có sản phẩm có giá thì mới bán được. Vậy thì cái thằng bán hàng trực tiếp này nó cũng không có nằm trong giá rồi. Vậy thì nó nằm trong một trong hai chỗ, đó là phân phối và xúc tiến, place và promotion. Vậy thì bạn nào có thể trả lời giúp cho cô là nó nằm ở đâu được không ạ? Nhớ lại được không ạ? Đây là một cái công cụ ha. Chúng ta chưa nói tới cái nghề đó mà chúng ta đã học rồi đó. Vậy thì cái công cụ bán hàng trực tiếp này trong lý thuyết nó nằm ở đâu? Khi chúng ta trả lời được cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ thấy được là ồ, vậy thì trên lý thuyết sale và marketing nó là một hay là hai? Có ai nhớ không ạ? Phân phối hay là promotion ạ? Place hay là promotion? Quên hết rồi hả? Hay là ngủ hết rồi không biết? À, promotion đúng không ạ? Đúng rồi, Phúc trả lời đúng rồi nè. Cộng cho cái không thôi là nó nằm ở trong promotion đúng không ạ? Tại vì cái B mà place thì chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi là chúng ta bán ở ở đâu? Khi nào? Đúng không ạ? Và những cái yếu tố liên quan tới cái việc đó, chiều dài, chiều rộng, chiều sâu của kênh phân phối này, vận chuyển hàng hóa này, lưu trữ hàng hóa, kho bãi như thế nào, vân vân. Đúng chưa? Còn cái promotion đó, thì nó sẽ gồm có 5 công cụ, đúng không ạ? Cô sẽ nhắc lại 5 công cụ đó cho các bạn, đó là công cụ quảng cáo này, khuyến mại này, rồi PR tức là public relationship, đúng không ạ? Quan hệ quần chúng á, đúng không ạ? Quan hệ công chúng chung. Rồi bán hàng trực tiếp và marketing trực tiếp. Vậy thì chúng ta ngừng lại một chút xíu ha. Dừng cái câu hỏi sale và marketing lại một chút xíu để mà chúng ta giải quyết cái vấn đề. Vậy thì bán hàng trực tiếp và marketing trực tiếp nó khác nhau cái gì? Thì cái này á, thì các bạn cũng sẽ thấy được là một cái thắc mắc mà người ta sẽ hỏi đó là gì? Ủa, vậy thì nhân viên bán hàng với nhân viên kinh doanh nó khác nhau gì? Đúng không các bạn? Gọi là nhân viên sale và nhân viên kinh doanh, nếu như mà nó không có sự khác biệt nhau gì cả thì không lẽ mình nghĩ ra cái tên cho nó hay ha, nghe nó nhân viên bán hàng, nghe nó thường quá, nghe nó nhân viên kinh doanh, nghe nó hoành tráng, nghe nó pro hơn, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế là hai cái này nó khác nhau các bạn. Khi chúng ta nói tới bán hàng trực tiếp ở trong, tức là đang nói tới cái công cụ ở trong marketing đó, thì đây là một hình thức mà chúng ta đứng, chúng ta gặp khách hàng, chúng ta trao đổi trực tiếp, thuyết phục khách hàng mua cái món hàng này. Còn nhân viên kinh doanh thông thường là họ phải có cái kiến thức, họ phải có cái am hiểu, họ phải tìm hiểu về cái thị trường, về cái khách hàng, về cái sản phẩm, và họ thậm chí là lên được cái gì ạ, lên được cái kế hoạch kinh doanh bán hàng ngắn hạn để mà thực hiện được cái mục tiêu của mình, tức là nhiều hơn nhiều thứ hơn. Vừa bán hàng vừa làm marketing, vừa lên được cái kế hoạch làm thế nào để nó hiệu quả. Còn bán hàng trực tiếp là gì? Ui ui, có ai mua cái này không, mua giùm tôi đi, đúng không? Cái này tốt lắm nè, rẻ lắm nè, trời mua đi, giờ được khuyến mãi luôn á, mua một tặng một, mua đi, đúng không ạ? Còn marketing trực tiếp là nó nhân viên kinh doanh nó phải có nhiều cái kỹ năng, nhiều cái kỹ thuật ở trong đó hơn, để mà chúng ta phân biệt được cái bán hàng trực tiếp và marketing trực tiếp, tức là vừa bán hàng vừa marketing, đúng không ạ? Và cái việc mà chúng ta phải
tại doanh số và cái gánh nặng của doanh số nó thì nó đặt nặng ở trên vai nhân viên bán hàng hơn là nhân viên kinh doanh, không ạ? À, chúng ta có thể phân biệt được qua những cái yếu tố đó. Rồi ok, giờ quay lại, vậy thì sale và marketing nếu như trên lý thuyết bán hàng trực tiếp, đúng không ạ? Bán hàng trực tiếp nó là một phần ở trong marketing, nó là một cái công cụ ở trong promotion mà, vậy là nó là một, đúng không ạ? Vậy nhưng lại là nó là một, cho nên ở những cái công ty nhỏ đó thì các bạn sẽ thấy là gì, họ hiểu là sale và marketing là một, thậm chí là họ gọi chung đó là cái phòng kinh doanh, gọi chung nó là nhân viên kinh doanh, tức là tôi vừa làm marketing, tôi vừa lên kế hoạch kinh doanh ha, viết viết kế hoạch hoặc là viết quảng cáo hoặc là chạy cái này chạy cái kia, những cái chương trình nào đó hỗ trợ xong tôi cũng đi bán hàng luôn á, đúng không? Tôi gọi điện thoại tới tôi bán cho khách hàng, hoặc là tôi đứng ra tôi bán cho khách hàng luôn, những cái công ty nhỏ. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy là gì, những cái công ty lớn để chuyên môn hóa cái công việc mà tăng cái hiệu quả lên thì người ta sẽ tách hai bộ phận này ra, bộ phận sale và bộ phận marketing, tức là có phòng sale và phòng marketing riêng, chứ hai thằng này nó không có nhập vô một là cái phòng kinh doanh nữa, được chưa? Vậy thì nó tách ra làm hai rồi. Ủa vậy nếu như sale và marketing làm một thì mắc gì ông tách ra làm hai vậy, đúng không ạ? Ủa bây giờ bắt đầu thấy nó hơi mông lung rồi đây, đúng chưa? Thế thì các bạn sẽ để ý như thế này nè, cái mục tiêu của sale là gì? Bán hàng hóa có được doanh số, đúng không ạ? Cầm tiền ở trên tay nè, đem về cho công ty. Mục tiêu của marketing là gì? Mục tiêu của marketing là gì, các bạn có nhớ lại không ạ? Có nhớ marketing là gì không? Marketing chúng ta hiểu đơn giản là gì? Phải tìm hiểu được nhu cầu khách hàng, xong rồi thỏa mãn cái nhu cầu đó của khách hàng bằng cái gì? Hàng hóa dịch vụ của mình. Tóm lại, cái thằng marketing nó làm cái thứ quỷ gì cũng vậy á, nó là nó tạo ra một cái sản phẩm để khách hàng thích, nó tạo ra mức giá khách hàng chấp nhận được, nó tạo ra một kênh phân phối có thể đi tới gần nhất cái tay người tiêu dùng, thò ra phát lấy vô được liền, chi tiện lợi vậy, đúng không? Để cạnh tranh được, để cạnh tranh được để mà họ thích để làm gì, cuối cùng cũng là để bán được hàng, cầm được tiền về đó. Vậy thì ở trong cái chuyên môn, ở trong cái thực tế đó, hai cái bộ phận này cái mục tiêu cuối cùng cũng là để bán được hàng thôi, đúng không ạ? Để bán được hàng thôi. Nhưng mà một cái vấn đề này, nếu như ở trong công ty nhỏ nó hai bộ phận nó dính chùm lại làm một, không vấn đề xảy ra hết. Một mình tôi chịu trách nhiệm hết, tôi ôm hết, tôi bao xô hết, không sao hết. Nhưng khi hai bộ phận nó tách ra làm đôi rồi á, các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Bạn biết cái chuyện gì nó xảy ra rất là kinh khủng không ạ? Có cái mâu thuẫn giữa sale và marketing. Vậy thì liệu có cái mâu thuẫn giữa sale và marketing không này? Các bạn biết không, ngày xưa cô đi làm á, khi mà cô mới mới về phòng marketing cô làm, thì cô làm ở Sài Gòn, thì từ khi thực tập thì cũng đã làm rồi, xong rồi thực tập xong á thì ở lại làm ở công ty luôn. Thì khi mà chính thức về làm á thì nói chung là mình ở xa tới và mình là nhân viên mới nữa, cho nên là mình cũng rất là thảo mai, rất là biết điều. Ví dụ như là mỗi lần cô về Đà Lạt xuống là trời ơi, đặc sản Đà Lạt, như là tại vì là cô làm trong một cái tập đoàn ha, thì tập đoàn sẽ có nhiều công ty, và cái công ty cô làm là công ty con của tập đoàn đó, và công ty con này nó chỉ có ba bộ phận thôi, đó là bộ phận nhân sự, bộ phận sale và bộ phận marketing, là ba cái bộ phận quản lý về nhân sự, và hai bộ phận là lo cái đầu ra cho công ty đó, cho toàn bộ tập đoàn á. Thì trong cái nói chung trong công ty con đó thì chỉ có ba bộ phận đó thôi, và khi đi về trên này đi xuống vân vân thì lúc nào cũng có quà á, đặc sản Đà Lạt, rồi cười hí ha hí hố, rồi là làm quen anh này chị kia vân vân, có gì giúp đỡ em với này nọ, rất là vui vẻ hồ hởi phấn khởi. Sau khi mà cô về làm ở phòng marketing một thời gian rồi thì cô thấy là
mấy anh chị trong phòng cũng rất là dễ thương, nhưng có một cái vấn đề là các bạn biết là phòng sale, phòng marketing nó ở hai tòa nhà khác nhau, cho nên là đi ra khỏi tòa nhà này phải đi một đoạn, mà các bạn biết ở Sài Gòn rất là nắng đúng không, cho nên là khi đi qua lấy số liệu hay là trao đổi cái gì đó hay lấy hàng mẫu hay cái gì gì đó thì cô cũng phải đi cả. Cho nên là cô mới nào về cô nghĩ là ồ thì mình mới về, mình là cừu non mà, cho nên là những cái công việc đó thì mình phải đi thôi, nhưng mà mình cứ đi. Sau một thời gian là khi mà cô mỗi lần qua phòng sale thì cô thấy là dần dần thái độ của mọi người bên phòng sale bắt đầu thay đổi, mặc dù cô nhớ lại là mình không có làm gì hết trơn, mình vẫn tốt bụng như ngày xưa, nhưng mà họ rất là khó khăn, họ rất là khó chịu, thậm chí là không thèm nói, không thèm cười, không thèm chào, thậm chí là khi mà đi đi lấy hàng mẫu trên phòng cô thấy rất nhiều hàng mẫu nhưng không đưa, biểu cô phải đi xuống kho lấy. Mà các bạn biết đi xuống kho là gì, phải đi, tức là trong khu công nghiệp á thì cái xưởng nó nằm ở một cái lô riêng nữa, tức là phải đi ra khỏi công ty và đi bộ qua bên kho, xong rồi nhờ nhân viên bên kho đi dẫn mình vô kho, lục kho để lấy hàng mẫu về trên phòng marketing, rất là cực. Trong khi đó là hàng mẫu thì đã lấy về phòng sale rồi nhưng họ không đưa, và rất nhiều lần như vậy thì cô cũng rất là thắc mắc. Xong rồi cô về cô mới tâm sự với một cái chị trong phòng là ủa chị em đó làm gì, nhớ làm gì mà sao bên phòng sale hình như không có ưa em hay sao á. Xong chỉ biết cười hố hố của nó, trời con nhỏ này nó ngây thơ ghê, phòng sale nó có ưa gì mình đâu. Thì dần dần thì các bạn biết cái mâu thuẫn này nó hiện rất là rõ luôn. Nó hiện rất là rõ luôn, và hai bộ phận này thậm chí là có mâu thuẫn kiện cáo lên với sếp. Cho nên là có một cái thời điểm là sếp mới đưa một cái lệnh xuống cho phòng marketing là gì, mỗi một tuần như vậy đó phòng marketing phải cử nhân sự đi thị trường 2 ngày. Tức là đi ra những cái điểm outlet, tức là những cái điểm bán hàng đó, để quan sát xem thử là cái doanh số cũng như là cái hiện trạng bán hàng cũng như nhu cầu khách hàng thực tế ngoài đó như thế nào. Và sau này tìm hiểu ra thì phòng sale chính là người đưa ra cái yêu cầu này. Và các bạn biết là phòng marketing đó thì làm việc của phòng marketing nó quen rồi, bây giờ kêu là đi ra thị trường đó, các bạn biết không, nó khó cực kỳ luôn. Thà là bây giờ một cái plan, một cái công việc đó, là một cái task đó là phòng marketing bây giờ đi thị trường khảo sát để về làm cái này cho tôi, thì mình có mục tiêu, mình có kế hoạch rõ ràng và mình đi ra thị trường để mình khảo sát, mình tìm hiểu những cái dữ liệu này mình đem về mình phục vụ với cái mục tiêu marketing của mình. Còn cái này kêu là đi ra đi khảo sát thị trường để theo dõi về những cái vấn đề mà sale nêu ra, không có làm được gì hết đó các bạn. Thậm chí cô vẫn còn nhớ là cô lúc nào cũng phải đi với một anh trong công ty, là ngày ngày thứ hai nào hai anh em cũng phải đi thị trường hết. Và các bạn biết không, thực ra là đi một vài tuần đầu thôi và thấy không làm được gì, thế là buổi sáng hai anh em ra quán cà phê ngồi tới chiều về báo cáo, kiểu đối phó như vậy đúng không ạ. Và cái mâu thuẫn này mãi không giải quyết được. Và cái vấn đề mà mâu thuẫn giữa hai cái phòng này đó thì nó cũng do cái quan điểm và cái sự quản lý của cấp trên nữa, tức là cái văn hóa ở trong công ty đối với hai cái bộ phận này, về nhìn nhận giữa hai bộ phận này nó cũng sẽ xảy ra cái mâu thuẫn. Vậy thì cái mâu thuẫn này á nó diễn ra như thế nào, cô lấy ví dụ cho các bạn ha. Ở một ngày nó chửi nhau luôn đó các bạn, không thèm nhìn mặt nhau ha. Bây giờ ví dụ đặt ra câu hỏi nè, sếp thấy là trong kỳ này doanh số giảm, vậy thì đặt ra câu hỏi ủa tại sao doanh số giảm vậy, bây giờ hỏi ai đúng không, không lẽ kêu phòng kế toán lên hỏi, kêu bộ phận sản xuất lên hỏi, hay kêu bộ phận nhân sự lên hỏi, không, làm gì kêu hai bộ phận này, kêu thằng nào, kêu thằng sale phòng marketing lên đây hỏi thì tại sao mấy đứa làm ăn sao doanh số giảm vậy, đúng không ạ. Vậy thì bộ phận sale trả lời sao, theo các bạn bộ phận sale trả lời sao đây ạ? Bộ phận sale trả lời sao, tại sao doanh số giảm, đúng rồi. Thực ra là nói vậy thì cái bộ phận marketing nó lại lồng lộn đúng không, nói vậy lúc không có bộ phận marketing tại đó thôi. Nhưng mà cũng sẽ nói vậy đó, dạ em biết đâu, em đi bán á hả,
khách hàng nó không chịu mua mấy cái điểm outlet á, thì nó nói bên mình á mẫu mã thì không có đẹp, giá thì mắc, chương trình khuyến mãi á, thì bên B á, nó khuyến mãi nhiều hơn. Bây giờ nó bán một thùng nó tặng, hay là nó khuyến mãi cho 5% 10%, nhưng nó bên mình nó khuyến mãi có 4%, mà hỏi anh chứ sao mà người ta lấy hàng bên mình, giờ cạnh tranh quá. Mà em không biết cái bộ phận marketing không biết làm cái gì, mà bây giờ đi ra hỏi khách hàng họ không biết gì về sản phẩm của mình, không biết gì về cái sản phẩm hết, hỏi họ biết cái tên thương hiệu đó không biết, vậy sao mà tụi em bán được. Tụi em hả, dầm mưa dãi nắng từ sáng tới chiều, khách hàng chửi không vuốt kịp mặt đó, thì mới bán được vậy đó anh. Chỗ nghe có lý không, nghe cũng có lý chứ. Kêu bộ phận marketing lên, bộ phận marketing nói sao, tụi em các chương trình là nhận diện thương hiệu này, đây là các khảo sát khách hàng về cái mức độ hài lòng này, cái chương trình này á, cái chạy cái promotion này, chạy cái chương trình này em thực hiện tại cái chuỗi siêu thị này, nó đó kết quả vậy nè, đó đây là khảo sát của khách hàng này, kế hoạch này, rồi vân 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 trưng ra đó. Giờ bên tụi em đã làm hết rồi, em biết mấy cái thằng sale nó đi bán hàng ở ngoài đó, nó nói với người ta cái kiểu gì mà không bán được em chịu. Vậy thì bây giờ trong trường hợp này ai đúng ai sai đây các bạn, đúng không, nghe thằng nào cũng có lý hết trơn, trời kỳ lạ. Rồi ok, giờ doanh số tăng, ui kêu tụi nó lên thưởng, rồi ăn nhậu phủ phê thưởng cho mỗi đứa mỗi phòng 50 triệu đem về xài chơi. Đứa nào cũng hồ hởi phấn khởi, xong về nhà nghỉ tức chứ, đúng không, bộ phận sale nghỉ tức ghê. Cái bộ phận marketing đó là cái bộ phận gọi là ngồi mát ăn bát vàng, tức nó ngồi nó nghĩ ra cái gì rồi nó làm cái gì, tiền thì cái đổ về rồi làm ba cái gì đó. Còn mình đi ra ở khách hàng chửi rồi đội mình nắng dầm mưa rồi ơi hả, đủ thứ hết đó. Chạy doanh số cực muốn chết, đúng là phải thưởng cho tụi mình hết cả 100 triệu chứ, tại sao lại thưởng cho phòng marketing 50 triệu. Rồi bộ phận marketing về cũng vậy á, suy nghĩ trời ơi, công nhận bộ phận mình giỏi ghê, nhờ những cái chiến lược này nè, trời giờ nó có hiệu quả, bộ phận bán hàng giờ bán hàng ngon không, trời ơi doanh số tăng ghê không? Phải biết ơn mình chứ, đúng không, tức là hai thằng này nó cũng tị nạnh với nhau nữa nè, đúng ra là phải thưởng cho bộ phận marketing nhiều hơn, nhưng mình bỏ công sức ra mình làm ấy, nó cũng tiêu hao chất xám nhiều. Bây giờ chạy re re, chạy doanh số re re, cần gì mà phải đi chào mời, đúng không ạ. Rồi vậy thì các bạn cũng đã hình dung sơ sơ được là vậy thì tại sao nó có mâu thuẫn rồi, đúng không, nó không hiểu nhau rồi đó, tại vì giờ nãy giờ nói ra thằng nào cũng có lý hết trơn. Rồi bây giờ cái câu hỏi này nữa nè, bây giờ sếp lên sẽ hỏi là giờ nè cần tập trung vào cái sản phẩm nào đó tụi bay. Bây giờ mình có hai sản phẩm nè, cái sản phẩm A này bán chạy nha, cái sản phẩm B này tôi thấy sao mà khách hàng gì đâu, mình nó không có thích, mình không có để ý hết trơn ạ. Bây giờ tập trung vào sản phẩm nào đây, đố các bạn sale và marketing có trả lời giống nhau không, đúng giống nhau không ạ, có không ta, theo các bạn bộ phận sale sẽ tập trung vào sản phẩm A bán chạy hay sản phẩm B không bán chạy. Bạn nào trả lời được không ạ? Sản phẩm A đúng không, hầu hết là đúng rồi, sản phẩm A đó, bộ phận sale sẽ em chọn A, em cũng chọn A. Trời bây giờ sản phẩm A đang bán chạy, anh kêu không không bán rồi, giờ doanh số tụi em sao, bây giờ anh giao doanh số cho tụi em là một tuần là cả cả 500 triệu vậy, rồi bây giờ kêu tụi em mà tập trung vào cái sản phẩm B, giờ sản phẩm A vứt số nó không chạy doanh số rồi sao đạt được 500 triệu, đúng không ạ. Nhưng bộ phận marketing thì người ta sẽ nghĩ là gì ạ, vậy thì bây giờ các cái chương trình thúc đẩy về bán hàng promotion phải tập trung vào sản phẩm B để nâng cao cái sự nhận biết và tăng cái độ yêu thích của khách hàng vào cái sản phẩm B này, còn sản phẩm A khỏi cần cũng được, bởi vì sản phẩm A khách hàng yêu thích rồi, đúng không ạ. Vậy thì có thằng nào sai không, không có thằng nào sai hết, thằng nào cũng nói đúng hết á. Dù tương tự như vậy, khi là bây giờ là mình tập trung mà mình bán cơ hội gì, tập trung cho cơ hội hiện tại hay là cơ hội tương lai, cái hiện tại này đang bán ngon nè,
tôi bán cái mắt gì mà tôi phải tập trung vào tương lai, biết có bán được không, biết cái sản phẩm trong tương lai này bán được không, nếu tôi tập trung vô đó. Còn thằng marketing thì sao ạ? À? Tôi cơ hội hiện tại này có rồi nè, anh đang bán chạy rồi, dừng, không làm gì nữa hết, tập trung vào tương lai để chi, sau khi cái sản phẩm hiện tại này nó bán hết sạch rồi hoặc là khách hàng không thích nó nữa thì cái sản phẩm tương lai này nó bắt đầu nó được đâm hoa kết trái nhờ cái chương trình marketing rồi đó. Vậy thì khi cô trả lời cho những cái câu hỏi này, hai cái bộ phận này người ta có hai cái suy nghĩ khác nhau ghê lắm, gớm lắm rồi, người ta ghét nhau nhưng mà ai cũng đúng hết ạ. À, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ coi một cái đoạn clip ngắn này để các bạn sẽ hình dung rõ hơn một chút xíu giữa sale và marketing nó khác nhau như thế nào này. Clip vừa rồi đúng không ạ? Thì một cách ngắn gọn thôi nhưng mà các bạn cũng thấy được rõ và hiểu hơn về cái lý do vì sao mà hai bộ phận này nó ghét nhau á các bạn. Trong một công ty thường ghét nhau bởi vì họ không hiểu về nhau. Và các bạn biết là cái mâu thuẫn này nó xảy ra đó, nó ảnh hưởng rất là lớn tới các công ty. Nó ảnh hưởng rất là lớn bởi vì các bạn thấy là ở trong nội bộ thôi, một 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 cái gia đình hoặc là một lớp học hoặc là một cái tổ, một cái nhóm nào đó mà có hai cái thằng mà nó không ưa nhau thôi là công việc nó không xuyên suốt rồi, huống chi là hai bộ phận này là hai cái bộ phận chiến lược của công ty trong cái việc quyết định cái đầu ra của sản phẩm mà nó còn ghét nhau thì rõ ràng là nó không có tạo được một cái móc nối đúng không ạ? Ở trong marketing đó, lúc mà các bạn học nguyên lý marketing đó, các bạn có nhớ về marketing kéo và marketing đẩy không ạ? Thì chúng ta bắt buộc ở trong marketing để mà nó hoạt động tốt và nó tạo ra một cái hiệu ứng tốt hơn nữa và hiệu quả thì bắt buộc phải kết hợp giữa cái marketing kéo và marketing đẩy đúng chưa, và marketing đẩy ở đây á nó có một cái bộ phận tham gia ở trong đó, đó là bộ phận sale, bộ phận mà tác động trực tiếp vào khách hàng khi mà khách hàng tới cái cửa hàng, khi khách hàng mua hàng, khi khách hàng cần tư vấn thì hay khi mà khách hàng mua hàng phải thuyết phục khách hàng. Thì cái thằng ở sale này nó nằm ở trong cái marketing đẩy này, nó chiếm một tỷ trọng rất lớn trong marketing đẩy này. Mình nếu như bây giờ loại nó ra khỏi ra cái marketing đẩy thì rõ ràng mà không làm được gì cả. Cho nên cái mâu thuẫn này á nó tạo ra những cái rắc rối rất là lớn cho cái doanh nghiệp. Rồi các bạn biết là cái mâu thuẫn này nè, nó không phải là mình nêu ra cho vui. Các bạn thử, các bạn lên Google, các bạn ra cái từ khóa mâu thuẫn của sale và marketing nó ra nhiều lắm. Và đây không phải là một cái vấn đề một vài cái công ty gặp, thậm chí những cái tập đoàn lớn cũng gặp phải, và nó một cái vấn đề rất là đau đầu. Và tỷ trọng các công ty gặp phải vấn đề này cũng rất cao. Cho nên là người ta mới nghiên cứu và người ta giải đáp cái lý do vì sao mà lại có cái mâu thuẫn này. Thì trong cái video clip mà các bạn vừa mới coi cũng đã giải thích cho các bạn bởi vì sự khác biệt ở trong cái gì ạ? Ở trong cái thứ nhất là cái công việc. Mặc dù á là cô nói hồi nãy là gì ạ? Hai cái bộ phận này nè, nó đều có một cái mục tiêu cuối cùng, mục tiêu chung á là bán cho được sản phẩm. Tuy nhiên á là các bạn thấy sale á là nó ở cái giai đoạn là gì? Cuối cùng á. Đúng không ạ? Ở giai đoạn cuối cùng gọi là tốc tiền về luôn rồi. Còn marketing là cả một cái quá trình đó. Đúng không? Từ cái việc mà khi sản phẩm chưa có mặt ở trên thị trường thì mình phải đi tìm hiểu nhu cầu khách hàng, mình biết khách hàng cần cái gì, rồi mình mới tạo ra một cái sản phẩm, mình mới đặt một cái mức giá, mình mới thiết kế một cái kênh phân phối như thế nào đó. Xong rồi đó đẩy sản phẩm ra rồi cái thằng sale nó mới nhảy vô nó tham gia. Đúng không ạ? Vậy thì mặc dù cũng là để tức là mình đang tạo ra một cái luồng, tạo một cái luồng và các cái bộ phận nó phải liên kết chặt chẽ với nhau và nó hiểu nó đang ở giai đoạn nào và làm cái gì
Còn nếu như họ không hiểu được và họ cứ đổ lỗi cho nhau như vậy và họ giành cái phần thắng về mình như vậy thì không bao giờ mà có thể kết hợp được và hòa giải được hai cái bộ phận này. Và đây cũng là lý do vì sao mà các bạn nhìn cái slide trên này, đây là các cái lý do vì sao mà những cái công ty lớn tách biệt hai bộ phận này ra. Bởi vì cái tính chuyên môn hóa và cái đặc thù cái công việc, cái đặc tính và gọi là cái sở trường, cái kỹ năng của giữa hai bộ phận nó khác nhau. Có thể một anh làm sale rất tốt ha, nhưng làm marketing không tốt. Có một anh làm marketing rất tốt, tức là anh sáng tạo rất là tốt, anh logic, anh quan sát rất là ok, đúng không ạ? Anh rất là khéo léo trong cái việc xây dựng cái chương trình quảng cáo hoặc là nghĩ ra những cái tên, những cái chương trình, những cái nội dung á, những cái nội dung, những cái thước phim để quay quảng cáo TVC vân vân. Anh sáng tạo rất là tốt. Nhưng anh không có cái khả năng giao tiếp. Có khi nào vậy? Có nhiều người làm ở phần bộ phận marketing tư duy rất là tốt, sáng tạo rất tốt, nhưng mà rất là ngại ngùng khi mà đi giao tiếp gặp khách hàng, rất là e ngại. Có không? Có chứ, đúng không? Như hồi nãy các bạn coi trong clip là gì, sale đầu tiên phải làm được đó là gì ạ? À? Giao tiếp tốt để tạo mối quan hệ với khách hàng. Không thể nào ra tiếp chuyện khách hàng mà ngại, không dám chào hàng, ngại không dám nói chuyện khách hàng, thôi nghỉ nghỉ chơi, nghỉ phẻ đi chứ bán gì, có đúng không ạ? À, và ở đây nè, các bạn thấy là gì, sale là một cái người mà họ phải nắm bắt và hiểu rõ cái tâm lý khách hàng và biết khách hàng thích cái gì, ghét cái gì, muốn cái gì, cần cái gì trong cái thời điểm nào. Rồi họ cũng phải hiểu được cái cụ thể, cái đặc tính của sản phẩm, thậm chí là cái đặc tính của sản phẩm trong thực tế mà khách hàng cần nó khác với bộ phận marketing họ nghĩ. Bởi vì các bạn thấy nha, khi mà bộ phận marketing đi điều tra khảo sát nhu cầu khách hàng để về tạo ra một cái sản phẩm, đúng không ạ? Thì đó là phần đi khảo sát của họ, về họ tạo ra một cái sản phẩm. Nhưng khi các bạn học ở trong nghiên cứu marketing, các bạn biết là cái độ lệch đó, cái độ lệch khi mà các bạn thu thập thông tin, nó đâu có đúng đâu. Nhiều lúc đi phỏng vấn khách hàng trả lời cho qua vậy thôi, chứ tôi đâu có tập trung, tôi đâu có biết anh hỏi tôi gì đâu. Có khi nào các bạn đánh bảng khảo sát mà các bạn đánh vậy không ạ? À? À, nói tới bạn khảo sát mới nhớ là sẵn nói luôn thôi, lát cô quên mất, đó là trong cái ràng buộc của môn học này đó, thì có một cái ràng buộc nữa là sau khi học cái môn học này thì các bạn sẽ có một cái khảo sát đánh giá về cái môn học đó, ở cuối của cái trang LMS đó, thì các bạn cũng sẽ phải khảo sát, tức là 100% lớp học phải khảo sát đó. Thì sau đó cô sẽ tạo một cái ràng buộc là sau khi các bạn khảo sát cái đó thì các bạn mới làm được cái bài tập sau khi kết thúc môn học ha. Rồi ok, nói luôn thôi quên. À, rồi đó thì sẽ có khi các bạn đánh đánh khảo sát nhưng mà các bạn vừa vừa coi điện thoại vừa đánh, hoặc là các bạn không hiểu gì hết người ta nhờ thì các bạn đánh, cho nên là nó không, cái dữ liệu về không có đúng. Cho nên là khi mà các bạn làm ra một cái sản phẩm dựa trên cái thu thập thông tin, nó nhiều lúc nó không có đúng với cái thực tế, nhưng mà cái ông đi bán hàng á, ông mới nắm được đó là khách hàng sử dụng sản phẩm chứ. Em chỗ cái sản phẩm này chị thấy cái nút bấm nó nằm ở đây không phù hợp chút nào hết, bởi vì nó như thế này như thế kia, em đóng gói vậy chị thấy không được rồi, cái này không được, cái kia không được, là người nắm bắt được những cái đặc tính cụ thể nhất của sản phẩm, sự phản hồi của khách hàng. Cho nên hai bộ phận này nó phải kết hợp với nhau này, và marketing cũng phải gì các bạn, tiếp thu ý kiến của sale nữa. Có rất nhiều nhiều công ty là gì, bộ phận sale không có một cái vai trò gì trong cái quyết định chiến lược của marketing cả, mặc dù anh đi ra ngoài thị trường anh biết rõ ràng khách hàng thích cái gì, ghét cái gì, anh biết rõ ràng đối thủ cạnh tranh nó đang dùng cái chiến lược nào và chiến lược của mình thua xa nó, nhưng mà anh không được có quyền góp ý thì cũng không được. À, cho nên là phải có cái sự kết hợp, và cái sự kết hợp này làm sao để góp ý được. À, thì một phần là cũng cũng phải dựa trên cái sự quản lý và cái sự ủy quyền, cái sự cho phép của cái người quản lý công ty. Bây giờ giám đốc bảo nó những cái này marketing quyết định hết, thằng sale không có quyền quyết định vô vậy thôi chứ làm sao nói, đúng không ạ? À, tuy nhiên cái bộ phận sale á họ thiếu cái nhìn toàn cục và lâu dài. Ví dụ như hồi nãy cô nói nè, chọn sản phẩm A hay sản phẩm B, rõ ràng thấy bộ phận marketing nói cũng có lý chứ bộ, sản phẩm A bây giờ bán chạy rồi, giờ mình không cần phải tập trung để mà quảng bá cho nó nữa, tập trung vào sản phẩm B. Hiện tại sản phẩm A này đã nhận biết tốt rồi, chạy sale tốt rồi thì không cần tập trung nữa, tập trung cho cơ hội tương lai sau khi kết thúc chu kỳ sản phẩm A này, quăng cái sản phẩm B ra, đúng không ạ? À? Tức là mình trải thảm cho sản phẩm B rồi
A dẹp vô, B tiếp tục trên thảm mà đi. Như vậy là nghe hợp lý đúng không? Nhưng mà cái thiếu tính toàn cục và lâu dài này cũng phải lỗi của họ nữa các bạn. Bởi vì các bạn biết là làm nghề sale cái gánh nặng về doanh số nó đè họ không còn nghĩ được cái gì nữa hết á. Phải chạy sale, phải chạy doanh số từng ngày từng giờ. Bây giờ biểu tôi bỏ cái A tôi chọn cái B khó cực kỳ. Bây giờ phải chạy chạy cái hạn ngạch. Có những cái giai đoạn chạy hạn ngạch. Ví dụ các bạn kinh doanh hai sản phẩm chỉ tiêu của các bạn là 10 triệu một ngày ha, nhưng mà có thêm một cái hạn ngạch là gì, tối thiểu là phải 2 triệu cho sản phẩm B, cái đó gọi là hạn ngạch. Tức là thêm một cái hạn ngạch vô thôi là họ đã cũng đã khó khăn rồi, để chạy chỉ tiêu 2 triệu đồng cho cái sản phẩm B là cực kỳ khó rồi chứ. Họ phải thuyết phục nhiều hơn rồi họ phải làm đủ trò hết đó. Thay vì như vậy họ bán cái sản phẩm A nó dễ hơn nhiều, đạt được 10 triệu dễ ọ mà đúng không? Thậm chí đạt được 15 triệu cho cái sản phẩm A cũng dễ nữa, nhưng mà quất 2 triệu cái sản phẩm B vô là thấy đau đớn rồi đó. Cho nên họ bị cái áp lực doanh số rất là lớn. Cho nên là cái gì mà dễ lấy tiền thì cứ lấy trước cái đã à, và họ tập trung vào nhu cầu khách hàng cũng như là họ tham gia vào cái chiến lược đẩy ở đây ha. Marketing thì sáng tạo rất là tốt, khả năng phân tích định hướng tập trung vào mục tiêu chiến lược. Các bạn thấy là ở bên sale mình đo lường kết quả rất là dễ bằng cái gì, lượng hàng bán ra anh bán được bao nhiêu, doanh số anh thu về được bao nhiêu triệu, đo một phát được luôn đúng không? 8 giờ sáng đo lần, 10 giờ đo lần, chiều 5 giờ đo lần nữa được hết, và con số nó cụ thể nó rõ ràng. Marketing mục tiêu cũng là để bán sản phẩm, nhưng mà có đo được không, làm sao đo được cái chiến dịch này nó đạt được bao nhiêu đúng không ạ? Vậy thì cái sự đo của nó rất là trừu tượng. Sau này các bạn học cái môn quản trị thương hiệu cũng phải giá trị thương hiệu, nó cũng rất là trừu tượng. Bây giờ làm sao mình định giá được bây giờ đúng không? Bây giờ ví dụ như Highland Coffee chẳng hạn, định giá cái thương hiệu Highland Coffee định giá bao nhiêu đây, cái ông chủ ông kêu là giờ tôi định giá ví dụ như 100 triệu đô, ui xong định giá cao thì tôi định giá 10 triệu đô. Ủa vậy thì anh dựa vào căn cứ nào? Tức là nó rất là khó định giá. Ở marketing cũng vậy, để mà đánh giá được cái sự thành công nó không phải đang quy ra tiền được một cục như là cái thằng sale đúng không ạ, mà nó đánh giá trên rất là nhiều các phương diện khác nhau. Ví dụ như cái độ nhận biết của khách hàng có tăng lên không, cái doanh số có tăng lên hay không, cái sự ưa thích của khách hàng có tăng lên hay không, cái độ bao phủ thị trường có tăng lên hay không, rất là nhiều. Nhưng mà nó cũng ở một cái mức độ tương đối thôi, tăng lên là tăng lên như nào, tăng lên bao nhiêu. Bây giờ đo được gọi là vị trí của sản phẩm trong tâm trí khách hàng, của anh xách cái tâm trí khách hàng là anh đo được cụ thể nó là nhiêu hay sao đúng không? Nó rất là trừu tượng, rất là khó đo. Cho nên là tiệm nó tập trung vào mục tiêu chiến lược, sau cái chiến lược này thì anh đạt được cái doanh số bởi bên sale nó tăng lên là bao nhiêu, cái giá trị thương hiệu và cái sự yêu thích của sản phẩm nó tăng lên là bao nhiêu. Đồng thời là marketing phải có cái tầm nhìn rộng, phải có cái sự chuẩn bị ở trong tương lai chứ, để mà cái chuỗi hoạt động của doanh nghiệp nó chạy. Mình phải chuẩn bị trước đi, mình phải đón đầu cái xu hướng chứ không phải đợi cho khách hàng ui tôi thích cái này nè thì mới làm, không kịp, không kịp nữa rồi đúng không ạ? Mình phải đoán được và mình đón trước rồi và mình đưa ra rồi cái họ thấy họ thích luôn thì mới được. Và marketing thì thường là họ tập trung vào cái vấn đề xây dựng thương hiệu. Xây dựng thương hiệu tức là gì ạ? Khi các bạn mua một sản phẩm, ủa sao mua sản phẩm này, cái này nó có thương hiệu mà, ủa vậy thương hiệu là sao, tức là một cái vị thế nào đó mà sản phẩm hoặc là cái tên sản phẩm hoặc tên doanh nghiệp của chúng ta nó khi mà đặt trong cái sự lựa chọn của khách hàng nó ở phần top top này hả. Tức là chúng ta đang xây dựng nâng cái giá trị của thương hiệu, cái vị trí của sản phẩm mình nó lên 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 trong cái top những cái sản phẩm trong cái chuỗi sản phẩm đó, trong cái ngành đó. Và marketing thì sử dụng cái chiến lược kéo. Vậy chứ kéo là gì, đấy là gì, hồi nãy cô có nói rồi đúng không ạ? Ở đây nhắc lại cho các bạn, kéo là những cái hoạt động hay những cái công cụ, những cái phương thức mà khi mà chúng ta sử dụng nó để thu hút khách hàng tới với sản phẩm, với công ty. Ví dụ các bạn làm quảng cáo, các bạn đăng quảng cáo trên TV, các bạn quảng cáo trên internet, các bạn quảng cáo trên điện thoại, các bạn làm PR, các bạn tài trợ cho các cái chương trình, các cái trò chơi hoặc là những cái chương trình từ thiện để các bạn xây dựng cho mình một hình ảnh tốt đẹp để cho khách hàng nhớ tới, có thiện cảm, thích cái sản phẩm của các bạn, và khi họ có nhu cầu thì họ sẽ tiến tới với các bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng gần gũi.
đúng chưa? Đó là chúng ta tung thông tin ra, à, tung những cái thông điệp nào đó có lợi cho doanh nghiệp và kích thích khách hàng, dẫn khách hàng tới, kéo khách hàng tới gần với cái thương hiệu của mình khi họ có nhu cầu. Còn đẩy là cái hoạt động gọi là đẩy mà, thì các bạn thấy là mình quăng cái hàng tới đúng không ạ? Mình đẩy cái hàng tới cho khách hàng thông qua cái gì vậy? Chiến lược phân phối, thiết lập một cái hệ thống phân phối hiệu quả và gần nhất tới tay khách hàng. À, bây giờ các bạn mua một cái sản phẩm mà nó không có bán ở Đà Lạt, hoặc là có bán ở Đà Lạt nhưng không gần nhà các bạn, vì các bạn muốn uống một chai sữa hoặc chai nước đúng không, các bạn có thể lên cổng hoặc đi quán tạp hóa gần nhà các bạn mua được rồi. Còn một cái sản phẩm đó thì sao, các bạn phải chạy tuốt ra siêu thị hoặc phải tuốt ra khu vực trung tâm các bạn mới có thể mua được, thì sao ạ, khó tiếp cận hơn, bất tiện cho khách hàng hơn đúng không, chi phí tiêu dùng sẽ tăng lên, tốn tiền xăng chạy ra không, tốn tiền xăng chạy về không, mà tốn thời gian không, tốn công sức không, chi phí về rủi ro, trong khi chạy đi mua chai nước cô ở nhà cô điểm danh cô cấm thi rồi xong đúng chưa. À, vậy thì cái việc thiết lập hệ thống kênh phân phối các cái điểm bán, những cái outlet nó gần ở chỗ các bạn, đó cũng là một cái hoạt động đẩy rồi. Đẩy qua cái gì nữa, đẩy qua khuyến mãi. À, tự nhiên á, đi ra siêu thị thấy khuyến mãi mua một tặng một, mua luôn không cần biết đó là cái gì, rẻ mua đúng chưa. À, vậy thì khuyến mãi cũng là một trong công cụ, thuộc một công cụ trong cái hoạt động đẩy ở trong marketing, đẩy hàng hóa một cách nhanh hơn, đẩy đẩy đi đâu, đẩy vô người khách hàng để họ ôm họ mua về đúng chưa. À, khuyến mãi này, voucher này, bốc thăm trúng thưởng này, tặng quà này, cho dùng thử này, tất cả những cái đó nó trong cái công cụ khuyến mãi, chứ không phải khuyến mãi là chỉ là giảm giá, chỉ là tặng quà ha, cho dùng thử, đi siêu thị thấy nó chi xúc xích nó đưa ra cho mình ăn thử miếng trôi ngon quá bán cho em bị rồi xong đó, đó là hoạt động đẩy. Và cái đẩy tiếp theo nữa là bán hàng đúng không, bán hàng trực tiếp, cái bạn thấy là người ta thống kê rằng là ở tại các bạn thấy là mặc dù ở trong siêu thị, ví dụ như các bạn đi Bixi, các bạn đi Co.op Mart vân vân, là những cái nơi mà các bạn gọi là tự do thoải mái tự chọn cái sản phẩm của mình đúng không, các bạn tự lựa chọn, nhưng ở trong đó các bạn thấy vẫn có nhân viên tiếp thị, nhân viên bán hàng cho các ngành hàng đứng ở trong đó để tư vấn cho các bạn. À, thì khi có người tư vấn như vậy thì cái tỷ lệ chuyển đổi và mua sản phẩm nó cao hơn rất là nhiều so với việc không có nhân viên bán hàng. À, thì ở trong cái thị trường hiện đại, tức là trong cái siêu thị, người ta vẫn sử dụng nhân viên bán hàng, nhân viên tiếp thị ở tại các cái quầy bán hàng, một số cái thương hiệu nào đó. Còn ở ngoài thực tế thì sao ạ? Các bạn đi mua hàng, tại sao các bạn thích mua hàng ở chỗ này ạ? Tại vì cái người bán hàng họ nói chuyện cực kỳ khéo và họ rất là quan tâm tới khách hàng. Đúng không ạ? Họ hiểu được các bạn cần cái gì và tư vấn cho các bạn càng kẻ các bạn mua. Thì cái người bán hàng rất là quan trọng trong cái khâu đẩy sản phẩm. Rồi, khi mà các bạn mua thì phải có người bán chứ, lấy gì? Đúng không? Các bạn có tự chọn thì cũng phải có người tính tiền. Rồi những cái sản phẩm khác mà còn cái dịch vụ sau bán hàng thì các bạn liên lạc với ai, liên lạc với cái chỗ bán hàng, với cái người bán hàng, với cái nơi bán hàng, với nhân viên bán hàng đó, để mà họ đưa cái người tới để chăm sóc các bạn sau khi bán, thì đó cũng là trong cái chuỗi hoạt động bán hàng trực tiếp. À, thì các bạn thấy đó là những cái công cụ và những cái phương thức chúng ta sử dụng ở trong đẩy và kéo đúng chưa. À, và cái sale này đó thì nó nằm ở trong cái đẩy nè. Vậy thì tóm lại lý do có cái mâu thuẫn là như chúng ta phân tích vào nãy giờ, và đó là cái sự tác động từ cái yếu tố kinh tế về và khác biệt về văn hóa. Vậy thì cái vấn đề đặt ra đây là gì, nó có mâu thuẫn rồi chứ không phải là không, và cái mâu thuẫn này nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái việc hoạt động của một doanh nghiệp, bởi vì hai bộ phận này là hai bộ phận rất quan trọng, nó quyết định cái đầu ra. Vậy thì vấn đề ở đây là mình phải giải quyết cái mâu thuẫn đúng không ạ. À, thì nếu như mà chúng ta giải quyết được cái mâu thuẫn này đó thì cái vòng quay bán hàng của mình nó sẽ ngắn hơn, tức là nhiều người ta dễ dàng người ta mua cái sản phẩm của mình hơn chứ đúng không ạ. Mua rồi lặp đi lặp lại bởi vì người ta yêu thích cái sản phẩm của mình nhờ cái tác động của hoạt động kéo trong marketing, rồi cái chi phí dành cho quảng cáo cũng sẽ giảm xuống nữa, tức là chi phí quảng cáo là thuộc marketing
Là chi phí ở trong marketing cũng cũng sẽ giảm xuống. Và nếu như hai bộ phận này hiểu nhau đó, thì cô nói hồi nãy đó sẽ có cái sự trao đổi cái thông tin và sử dụng những cái thông tin này để hoàn thiện hơn trong cái quá trình tìm hiểu nhu cầu và phục vụ nhu cầu khách hàng của mình. Ví dụ như là ông xe ông về ông nói là gì, giá hơi cao nha, nói là cái sản phẩm này khách hàng có bộ không thích lắm nha, ngọt, cái bánh ngọt quá nha, làm ít ngọt lại nha, đúng không ạ? Tiếp nhận liền, sửa đổi liền. Và cái cách mà chúng ta tiếp cận thông tin khách hàng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất là ở đâu ra? Ở từ cái thằng sale nè, thậm chí là không những là thu thập thông tin về sản phẩm dịch vụ và cái độ hài lòng của khách hàng của mình, mà cái thằng sale nó ở ngoài thị trường nó còn nắm rất nhanh những cái chiến lược và những cái sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, không cần hỏi, vừa đi tới chào hàng. Cái chủ cái outlet đó các bạn, hay nói khác đi là cái chủ cái điểm bán, thôi, chị không lấy hàng bên em đâu, hàng bên em chị thấy khó bán quá, khách hàng đó là người ta che mắt các em ơi. Rồi, ủa sao mắc vậy chị? Ô cái thằng B này nó tới nó chào hàng chị hả, là bên nó là dạy dạy kia kia, có phải là thu thập được thông tin của cả đối thủ cạnh tranh không ạ? Cho nên là nếu như có một cái kênh tiếp nhận thông tin và hai bên này trao đổi với nhau thì tất cả mọi chi phí giảm xuống, hiệu quả kinh doanh thì tăng lên. Nhưng mà làm sao giải quyết được đây? Thì như hồi nãy cô nói, đây không phải là cái vấn đề mà một công ty gặp phải mà nhiều công ty khác cũng gặp phải nữa. Cho nên là gì, người ta đưa ra các cái nhà nghiên cứu về về sale và marketing đó, thì người ta cũng nghiên cứu cái mâu thuẫn này, xong rồi trên lý thuyết đó người ta sẽ đặt ra bốn cái tình huống, bốn cái cách để mà mình giải quyết với cái mâu thuẫn này. Thứ nhất là người ta gọi là gì, hợp tác mơ hồ. Mà nghe mơ hồ là thấy hơi ghê rồi đúng không các bạn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tức là giải quyết mâu thuẫn chứ không phải mang tính hợp tác, tức là thực ra là nó mơ hồ đấy, không có cái gì hết trơn. Là gì, là mỗi lần có mâu thuẫn hoặc là có vấn đề xảy ra trong kinh doanh, hốt hai cái thằng này lên để nó xuống đây và nói với nó là gì, giờ xảy ra cái vấn đề gì? Hai thằng mày giải quyết đi. Thì hai ông này ổng mới bắt đầu là tranh cãi rồi giải quyết rồi đưa ra như thế nào đó, vân vân. Tức là ở đây là gì các bạn, bắt bò mới ra làm chuồng. Tức là mình để nó xảy ra rồi thì mình mới kêu hai cái thằng này lên bắt nó giải quyết cái vấn đề này đi, và giải quyết cái vấn đề này mang cái tính là sự vụ. Tức là xảy ra cái này thì giải quyết cái này, xảy ra cái kia thì giải quyết cái kia. Như vậy thì liệu nó có hiệu quả không các bạn ơi? Không hiệu quả gì cả đúng không ạ? Cứ bị cái này thì cứ kêu hai cái thằng này lên, và hai cái thằng này thì các bạn thấy là nếu như hợp tác mơ hồ vậy thì giờ có hai bạn ở trong lớp lớp lo cái vấn đề này, mà hai bạn này đã ghét nhau rồi, mà khi gặp cái vấn đề cô kêu hai đứa lên, cô bây giờ vấn đề đó hai đứa ngồi lại giải quyết cho cô cho ra công chuyện thì thôi, dần dần hai đứa này nó chém nhau luôn các bạn đúng không ạ? Tức là mâu thuẫn càng chồng mâu thuẫn càng ghét nhau nữa, bởi vì là đùn đẩy trách nhiệm, cái lỗi này không phải của tôi, bởi vì họ không hiểu nhau á các bạn ơi. Như hồi nãy đó, không có hiểu nhau, không có hiểu cái đặc tính và không có hiểu được là mình phải liên kết với nhau, mà phần nào có lý của thằng đó xong nói ra rốt cuộc không biết giải quyết được cái gì không. Rồi, thấy không ổn ha, không ổn mình qua phương pháp thứ hai, hợp tác xác định. Tức là hàng rào tốt sẽ tạo nên hàng xóm tốt. Các bạn nghe cái câu này các bạn nghĩ là có hợp tác được không? Có không ạ? Các bạn trồng một cái cây ha, xong rồi là gì, lá nó rụng qua bên kia, ông hàng xóm chửi quá trời luôn, thôi giờ mình xây một cái hàng rào thiệt là cao khỏi cây nhà mình, khỏi rụng qua đỡ mất công. Vậy là không đụng chạm nhau nữa. Vậy thì ở đây á, nó ngược lại với cái tình huống ở trên kia kìa, tức là cố gắng hai thằng này đừng có đụng chạm nhau gì hết á, cố gắng là đừng để hai thằng này nó dính chùm lại nhau, mất công quýnh nhau. Vậy thì các bạn thấy ở trong một cái bộ máy nó chạy đúng không, giống như trong cái đồng hồ các bạn thấy là nó có những cái bánh răng á, nó chạy với nhau thì nó mới vận động được. Xong tới một cái đoạn nào đó phải dựng lên một cái hàng rào để tách hai bộ phận này ra, những cái công chuyện nào dính chung lại với nhau á thì thôi thôi dẹp dẹp đi, bớt bớt lại đi để cho nó khỏi đụng chạm cho nó cãi nhau mệt á. Vậy thì có hiệu quả không, cái bộ máy của các bạn tới một cái giai đoạn nào đó tự dưng nó bị lệch răng,
nó bị lệch răng cưa, nó không chạy nổi nữa, hoặc nó chạy lạch cạch chỗ đó vậy, vậy thì cũng sẽ không có hiệu quả đúng không ạ? Chứ nó gọi là cái hợp tác này bằng cách tránh né nhau ra. Mà để mà bây giờ mình đang muốn giải quyết mâu thuẫn bằng cách kết nối giữa kéo và đẩy, và mình chơi mình tách nhau ra thì lại càng không đường nữa rồi. À rồi, cho nên người ta nghĩ ra cách thứ ba, à hợp tác bắt buộc, à, tức là tham gia lập kế hoạch và hành động với ranh giới mềm dẻo. À, tức là bây giờ tôi quy định nè, tôi quy định nè là mỗi một buổi sáng thứ hai là bộ phận sale và bộ phận marketing phải ngồi họp với nhau từ 8 giờ sáng tới 11 giờ rưỡi và họp những cái nội dung như thế này nè: anh sale báo cáo ở bên ngoài thị trường, anh bán anh gặp vấn đề gì anh nói ra, đúng chưa? Rồi, à, khách hàng phản hồi cái gì, gặp khó khăn cái gì anh nói ra, và anh cho rằng những cái này cần phải khắc phục như thế nào, và bộ phận marketing có chịu trách nhiệm hay là có thể hỗ trợ khắc phục gì được hay không. Anh bộ phận marketing thì ngồi nghe và ghi lại những cái ý kiến này, giải thích cho anh sale xem thử là những cái tình huống này thì có phải do bộ phận marketing hoặc là bộ phận marketing có hỗ trợ được hay không. Đồng thời là gì, đồng thời là bộ phận marketing phải cung cấp những cái kế hoạch và cái hiệu quả cũng như là cái dự kiến, cái lý do vì sao mình chạy cái chương trình marketing này cho bộ phận sale hiểu, tức là người ta đang làm gì à, mặc dù ép hai thằng này nó ngồi lại với nhau à, bằng cách ép buộc chứ chứ nó không có tự động rồi, nó không có tự nguyện rồi, nó không có vui vẻ gì hết á. Nhưng mà mỗi sáng thứ hai thằng sếp nó bắt mình phải ngồi từ 8 giờ tới 11 giờ rưỡi và nói ra những cái điều này, nói ra và ghi biên bản cuộc họp nộp lại cho tôi để tôi kiểm tra, đúng không ạ? À, và hai anh này ngày nào cũng, tuần nào cũng phải ngồi với nhau với một cái hy vọng, cái phương pháp này với một cái hy vọng một ngày nào đó sẽ chuyển từ cái hợp tác bắt buộc sang cái hợp tác tự nguyện. À, tức là sau khi mà chia sẻ với nhau một thời gian, à, làm mười mấy tuần liền như vậy thì anh sale anh cũng bắt đầu hiểu hiểu cái phòng marketing này đang làm cái gì, và anh marketing này cũng thấy một số thông tin hữu ích từ phòng sale, à, và từ đó thì hai đứa mình cùng nhau hợp tác với nhau, chia sẻ lợi ích và phần thưởng thu được, và chúng ta cùng sống hạnh phúc mãi về sau, có đúng không ạ? À, đó là trên lý thuyết bốn cái phương pháp như vậy cô phân tích để cho các bạn thấy, nghe nó hợp lý không? Hai phương sau nghe hợp lý không các bạn? Hợp lý hơn hai cái phương pháp trước đúng không ạ? Nhưng mà trên thực tế các bạn, để mà thực hiện được hai cái phương pháp này, từ cái hợp tác bắt buộc cho tới cái giai đoạn mà sống hạnh phúc mãi về sau, cực kỳ khó luôn. Bởi vì cái khác biệt giữa hai bộ phận này rất là lớn. Và trước đây họ đã ghét nhau rồi, cho nên là để mà dẫn tới cái việc mà họ hiểu và thông cảm cho nhau thì rất là khó. Thì cô nói với các bạn đó, có những cái công ty người ta giải quyết cái vấn đề bằng cách là cho nhân viên marketing đi ra làm sale hoặc là đi ra khảo sát khách hàng trên thị trường hoặc là quan sát vân vân. Nhưng như hôm cô nói với các bạn hồi nãy, họ ra họ không làm được, họ làm không có được, bởi vì cái chuyên môn nghiệp vụ của họ khác, còn cái chuyên môn nghiệp vụ của sale là khác. Ở thậm chí là có những công ty là giờ bắt cái thằng sale này vô phòng marketing, đồ anh nói vậy anh vô phòng marketing anh làm đi, nhưng mà cái người làm sale này lại mang cái đặc thù là cục bộ của mình đó. Cái đặc tính trong cái nghề của mình áp dụng vô trong cái sale, trong cái marketing đó, thì nó lại mất đi cái tính chiến lược của marketing, và có thể là họ giao tiếp tốt, họ thuyết phục khách hàng giỏi, nhưng mà họ không có cái tính sáng tạo và họ không có cái tầm nhìn để mà làm cái kế hoạch về marketing thì cũng không được. Khi mà các bạn học marketing thì các bạn cũng thấy là gì, để làm được marketing thì các bạn vừa phải giỏi về cái gì ạ? Giỏi về khoa học marketing, tức là cái tính lý thuyết, cái tính nghiên cứu về hàn lâm marketing, à phải hiểu về cái vấn đề lý thuyết, tức là phải hiểu về tâm lý khách hàng, phải tìm hiểu những cái này những cái kia. Nhưng mà để mà các bạn làm một cách hiệu quả thì các bạn phải có cái tính nghệ thuật ở trong đó nữa. Ví dụ đơn giản như là các bạn viết một cái thư ngỏ, à hoặc là các bạn viết một cái câu chuyện kể về cái thương hiệu hoặc là một cái sản phẩm nào đó các bạn bịa ra các bạn viết thôi đó, đúng không? Để các bạn thổi hồn vào trong cái sản phẩm này. À, bây giờ các bạn bán bắp đi, mà các bạn tạo ra một cái câu chuyện xung quanh trái bắp đó. À, trái bắp này, à em trồng cái vườn bắp này là bởi vì là tâm huyết của em, nhà em là ba đời trồng bắp vân vân các kiểu, để thuyết phục họ, đúng không? Giả sử như thế thì các bạn phải viết ra một cái câu chuyện
để mà thu hút sự chú ý khách hàng, sự cảm thông, sự thích thú của khách hàng. Giống như các bạn làm bài làm văn vậy đó. Nhưng mà có người làm rất là hay, cái câu từ là lên đá như sông như suối, nhưng có người làm không được thì thường cái ông sale không có làm được cái điều đó. Thôi các bạn làm một cái quảng cáo, có những cái quảng cáo các bạn có công nhận là các bạn rất thích xem không ạ? À? Các bạn thích xem lắm, các bạn thấy là bình thường coi quảng cáo rất là bực mình, nhưng có những quảng cáo là các bạn rất là thích, bởi vì là cái nội dung của nó rất là hài hước, rồi là nhịp điệu, rồi là vân vân, các bạn rất là thoải mái, rất là thích xem cái quảng cáo đó, nhạc điệu vân vân. À, thì cái đó chính là cái nghệ thuật, cái sáng tạo ở trong cái thiết kế, cái thông điệp về quảng cáo. Nhưng mà cái ông sale này ông cũng làm điều đó, ông chỉ dụ được khách hàng mua hàng thôi, vậy thì hai người này đổi cho nhau cũng không được. À, cho nên đó là lý do vì sao mà hai người này để mà kết hợp lại với nhau thì rất là khó, đúng không ạ? À, tuy nhiên là ở trong các cái công ty hiện nay thì khi mà gặp phải cái tình huống này đó thì họ cũng cố gắng điều hòa một cách tốt nhất, cũng như là những cái công ty lớn á, thì họ sẽ có cái cách để mà thu thập cái ý kiến của nhân viên sale về cho cái bộ phận kế hoạch hoặc là cái bộ phận marketing để mà thay đổi cái chiến lược kinh doanh của mình cho phù hợp với cái thị trường. Còn hồi nãy cô nói với các bạn á, là cái mâu thuẫn này á và cái việc mà ông sale và ông marketing có làm việc tốt hay không á, nó còn liên quan tới cái mâu thuẫn này á, nó có nảy sinh nhiều hay không, nó còn liên quan tới cái việc đó là cái tư tưởng của cái người quản trị nữa. À, ví dụ như có những công ty người ta chú trọng phòng marketing hơn là phòng sale hoặc là ngược lại, thì cái vấn đề chú trọng phòng nào hơn này thông thường á, nó sẽ xuất phát từ cái kinh nghiệm cũng như là cái thời điểm mà họ mở công ty và họ làm việc ở trên thị trường. Ví dụ những công ty mà người ta xuất phát từ cái giai đoạn mà khi họ mang sản phẩm ra thị trường, ở ngoài thị trường cạnh tranh không nhiều, à, cái thời điểm mà theo cái quan điểm mà trọng sản xuất, thì rõ ràng là chỉ dựa vào lực lượng bán hàng, họ có cả một cái đế chế của mình thị trường, của trong cái giai đoạn người dùng sản phẩm, nó với giai đoạn bao nhiêu cũng bán hết. À, thì khi mà họ xuất phát từ cái giai đoạn họ chú trọng vào cái bán hàng và họ thấy kinh nghiệm của tôi bao nhiêu năm trong nghề chỉ cơ bán hàng tốt hay là tốt rồi, ở nào cũng được, nhưng mà các bạn thấy là gì, bắt đầu tới giai đoạn sau này sự biến đổi ở trong cái môi trường kinh doanh nó tạo ra những cái thách thức khác, người tiêu dùng bị dụ ở những cái sản phẩm khác không? Rất dễ bị dụ, người tiêu dùng có dễ bị dụ ở những cái chương trình bán không, cũng rất dễ bị dụ luôn. Còn những ví dụ như là các bạn thấy giờ kinh doanh online, những cái review, những cái chia sẻ và những kỹ thuật ví dụ như là sale hoặc là marketing hoặc là landing page v.v. những công cụ đó là những công cụ đi đi thôi marketing đúng không, nó lái hàng một phát một cái sản phẩm làm gì cái lúc này là cái lúc tin cái lúc mà ở trên thị trường khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn, khách hàng không biết nào là nào luôn á. À, vậy thì bây giờ không có thể thông tin khách hàng, không có là thương hiệu à, vâng, thì rõ ràng khách hàng không chọn cái sản phẩm của nó bị lu mờ vô cùng, các bạn ơi. À, cho nên là này cần, nhưng những cái ông mẫu ra đời và cái kia đó, thì ông lại rất chú trọng cái phòng phòng sale chứ ông không chú trọng phòng marketing, vậy thì nó cũng sẽ là một cái bất cập ở trong một cái tổ chức. Ngược lại những cái công ty người ta quá chú trọng marketing, làm thương hiệu làm thương hiệu làm thương hiệu, nhưng không quan tâm tới việc phát triển cái đội ngũ bán hàng và cái chiến lược quản trị quan hệ khách hàng, thì cũng không thể sống lâu dài được đó. À, cho nên là chúng ta thấy là phải có một cái sự kết hợp và cái sự điều hòa, một cái sự balance, một cái sự gọi là gì các bạn, cân bằng ha, cân bằng giữa
giữa hai cái bộ phận và đầu tư cho hai cái bộ phận này, cũng như kết hợp hai cái bộ phận này lại với nhau để chúng ta có thể kinh doanh một cách hiệu quả nhất. À, vậy thì đó là cái vấn đề thứ nhất mà cô muốn trao đổi với các bạn để làm rõ việc là sale và marketing có phải là một hay không. Vậy thì bây giờ chúng ta trả lời được hay chưa? Hai bộ phận này ở trong các công ty lớn nó có thể là hai bộ phận khác biệt, và tuy nhiên nó đều là gì ạ? À? Với mục tiêu chung là giải quyết đầu ra của doanh nghiệp. Và có rất nhiều công ty lại gặp phải vấn đề là hai bộ phận này mâu thuẫn với nhau. Lý do tại sao mâu thuẫn đã giải thích cho các bạn rồi trên một cái clip mà cô chiếu cho các bạn xem. À, các bạn cũng có thể lên xem lại hoặc là tìm lại ở trên YouTube ha. Các bạn có thể tìm cái từ khóa là sale và marketing, hoặc là khác biệt giữa sale marketing, rất là nhiều nhiều cái clip để cho các bạn xem. À, rồi sau khi chúng ta phân tích được vì sao hai bộ phận này mâu thuẫn với nhau rồi, thì chúng ta thấy là cô cũng đã nêu cho các bạn bốn cái phương pháp mà các cái nhà nghiên cứu họ đưa ra để giải quyết cái mâu thuẫn này, để mà một công ty có thể tiết kiệm được chi phí cũng như là nâng cao cái hiệu quả hoạt động kinh doanh và nâng cao cái doanh số của mình lên. Được chưa? Rồi, vậy thì ở trong ngày hôm nay có thể là chúng ta sẽ thảo luận một cái phần này thôi. À, còn các cái phần khác thì bữa ngày hôm sau chúng ta sẽ thảo luận tiếp. Thì trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi học ngày hôm nay đó, thì cô sẽ nhắc các bạn là gì ạ? Các bạn về các bạn download hết cái tài liệu xuống ha. Và trước mỗi buổi học thì các bạn nên đọc trước tài liệu của mình. Thật ra thì từ cái chương 2 trở đi thì chương 2 hoặc là chương 3 cô sẽ xác định lại xem cái số nhóm và cái lượng chủ đề của mình để cô phân phân bổ cho các nhóm. Thì tất nhiên tới cái thời điểm đó thì các nhóm sẽ phải đọc rất nhiều các tài liệu, không phải là chỉ tài liệu cô đưa cho các bạn, mà các bạn có thể tìm tài liệu ở những cái nguồn khác ở trên YouTube hoặc là ở trên mạng internet vân vân, để các bạn lấy tổng hợp cái kiến thức để mà các bạn có thể trình bày được ở trong các cái nội dung bài học. Tuy nhiên ở trong cái chương đầu tiên này đó, thì để mà các bạn có thể gọi là thấm nhuần hơn cái kiến thức và hiểu rõ hơn, thì các bạn cũng nên đọc trước một chút xíu về cái nội dung của chương 1. Đồng thời ngày hôm sau thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi một số các cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất đó là mô hình bán hàng đa cấp. Thứ hai là vấn đề về thương mại điện tử. Và thứ ba là mô hình bán hàng coupon, tức là mua theo nhóm. Thì sau khi kết thúc cái buổi học này, cô sẽ đăng lên trên diễn đàn một trong ba chủ đề đó để chúng ta bắt đầu thảo luận, được không ạ? Và các bạn thảo luận càng nhiều chủ, càng nhiều càng tốt. Mà như hồi nãy cô nói với các bạn là cô sẽ tạo một cái ràng buộc là các bạn phải tham gia thảo luận, thì không phải là các bạn chỉ lên thảo luận một lần cho xong, mà cái diễn đàn này nó thảo luận rất là nhiều các cái vấn đề liên quan. Và những bạn nào mà post cái chủ đề lên để mà thảo luận á, cái việc tham gia thảo luận là cái vấn đề các bạn phải tham gia rồi, nhưng đặc biệt những bạn nào mà post chủ đề mới để thảo luận thì những bạn đó sẽ được cộng thêm điểm, được không ạ? Rồi, như vậy thì tối nay cô sẽ post một cái chủ đề lên trên diễn đàn, chủ đề đầu tiên, và các bạn sẽ tham gia thảo luận trước ở trên đó. Và ngày mai chúng ta sẽ ngày mốt ha, ngày mốt chiều ngày mốt chúng ta có tiết thì chúng ta sẽ giải quyết những cái vấn đề tiếp theo còn tồn đọng của cái chương một này. Trước khi kết thúc buổi học ngày hôm nay thì cô muốn hỏi các bạn là cái tốc độ, tại vì học trực tuyến thì nó cũng có những cái khó khăn nhất định, cho nên là cô muốn tham khảo cái ý kiến của các bạn là cái tốc độ về giảng của cô có nhanh hay là có chậm gì đó không, và các bạn có muốn đề nghị các cái phương pháp mà thảo luận khác hoặc là cái hình thức khác để mà cái lớp học nó tốt hơn hay không. Đó, thì các bạn có thể
trả lời luôn ở đây, hoặc là các bạn có thể đăng lên trên diễn đàn ha, cô sẽ tạo ra một cái diễn đàn thảo luận chung các cái vấn đề chung của lớp học á, thì các bạn cũng có thể là nêu cái ý kiến của mình ở trong đó, ví dụ như là cô giảng nhanh quá hay cô giảng chậm quá, hay là các bạn muốn thảo luận nhiều hơn vân vân, thì các bạn cũng có thể đăng cái ý kiến của mình vào trong đó ha. Rồi các bạn có ý kiến gì ạ không ạ? Hiện tại thì có ý kiến gì không? Nếu như mà chúng ta không có ý kiến gì thì chúng ta có thể kết thúc buổi học ngày hôm nay ở đây ạ. Hy vọng là các buổi học sau các bạn sẽ tham gia thảo luận nhiều hơn, để chúng ta tăng cái sự tương tác và cái độ tập trung của các bạn cũng sẽ cao hơn, và cô cũng sẽ đỡ cảm giác là mình nói một mình với cái máy hơn ha. Rồi cảm ơn các bạn ha. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn vào buổi học ngày hôm sau.